Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 103. Những người này, ngoài thâm độc gian xảo ra thì càng thích lợi dụng người khác như mũi giáo. Hứa Văn Long hắn nào có chuyện chúng phải kế mượn dao giết người này của Lương Cảnh Long cơ chứ? Lẽ nào anh Hứa không sợ bị hắn đẩy ra đầu ngọn gió hay sao? Lương Cảnh Long vẫn không chịu bỏ cuộc. Hứa Văn Long bình thản cười nói, bây giờ tôi đã gia nhập vào nhà họ Khổng rồi. Lẽ nào anh Lương không sợ sự việc bị bại lộ, người nhà họ Khổng tìm nhà họ Lương tính sổ à? Thật sự không giấu gì, dù là nhà họ Lương hay là nhà họ Ngụy thì tôi cũng khuyên mấy người một câu, làm người đừng xảo trá quá, tốt nhất ít làm mấy chuyện hại người hại mình thôi. Và lại, liên tiếp đột phá là sự nguy hiểm tới độ nào, Trương Lăng Phong hắn chưa chắc đã trụ nổi, dù không có ai ra tay thì hắn cũng khó lòng sống sót. Hứa Văn Long vừa thốt ra lời này. Vẻ hung tợn trên mặt mấy người Lương Cảnh Long không khỏi dịu bớt đi. Hứa Văn Long đã đích thân chiêm nghiệm loại cảm giác đó, nếu như không phải hắn có thực lực mạnh mẽ thì e rằng cũng sẽ chết trong quá trình đột phá thứ hai rồi. Chân khí giữa đất trời ngập tràn bên trong cảm quan của cơ thể, quả thực khiến cho người ta có một loại cảm giác sức mạnh bất tận, thế nhưng đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm đối với thân xác. Nếu như thân xác không đủ mạnh mẽ hoặc là ý chí không đủ kiên định thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị cỗ chân khí này nuốt trọn, hóa thành phân bón cho chính mảnh đất nơi này. Lúc này, ngay cả Thiên Sơn cũng đều cảm nhận được một loại cảm giác áp chế vô hình, giống như trời đất một phương đều đang dồn lực áp chế Trương Lăng Phong, khiến hắn chẳng thể đột phá. Mà Trương Lăng Phong cũng đang ở trên bờ vực sụp đổ, chỉ thấy hai mắt hắn ngấn lệ, khắp người chói lọi ánh sáng màu đỏ. Giống như đang phát huy hết tất cả chút tiềm năng cuối cùng bên trong cơ thể. Càng Long hữu hối, tiếng gầm đầy phẫn nộ của hắn vang lên, ngay sau đó là một tiếng rồng ngâm chấn động đất trời. Tàn hồn giao long đó phát ra một tiếng kêu bi thương vang tới tận 9 tầng mây. Không ổn, khởi động hộ sơn đại trận, Triệu Kế Hồng đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó khởi động hộ sơn đại trận của Tung Sơn, cùng lúc này, Hoa Sơn, Huệ Mi, Hằng Sơn, Thiên Sơn cũng lần lượt khởi động hộ sơn đại trận của mình. Ngay cả một số tông môn nhỏ trong võ tông cũng lần lượt khởi động đại trận phòng ngự. Mấy thế gia như nhà họ Lý, nhà họ Khổng, nhà họ Ngụy cũng lần lượt tiến vào trạng thái phòng ngự. Chỉ thấy vào khoảnh khắc tàn hồn giao long đó bay lên bầu trời, khoảng không cứ thế bộc phát ra một luồng sáng vô cùng chói mắt. Cùng với một tiếng vang lớn, chỉ trong nháy mắt, trời long đất lở, vô số ngọn núi cao lập tức bị san phẳng. Rất nhiều thành phố cách Thiên Sơn gần nhất gần như đều hóa thành cát bụi chỉ trong một giây. May là trước lúc này, các nơi đều đã nhận lệnh của Tiêu Chính Văn và tiến hành sơ tán, nếu không thì chỉ trong nháy mắt thôi cũng sẽ có vô số sinh linh phải bỏ mạng. Rầm ầm, một tia sét giáng thẳng xuống mặt đất dưới chân Trương Lăng Phong lập tức nứt ra một khe sâu cả 100 mét, dài tới 100 dặm. Hai luồng khí tức cũng đối đầu kịch liệt giữa hư không, vô số hiện tượng dị thường liên tục xuất hiện. Vòng trời giống bị hai cỗ sức mạnh này làm cho chấn động tới độ sụt mất một góc. Lúc này giữa trời đất bỗng sinh ra hai hình thái cực âm dương, sinh lực và tử khí lưu chuyển cho nhau giữa không trung, vì được trận pháp bảo vệ nên năm đại danh sơn có thể thoát được một nạn. Còn kết giới bảo vệ của mấy gia tộc cũng có thể so sánh với trận pháp bảo vệ núi của năm đại danh sơn, không hề bị tổn thất gì. Nhưng các tông môn nhỏ trong thế tục lại không được may mắn như thế. Ngay khi hai hình thái cực âm dương nhanh chóng lưu chuyển, sinh khí của rất nhiều người bị rút cạn. Mấy chục tông môn nhỏ gần như biến thành địa ngục trần gian trong tích tắc. Không ít người của võ tông đều nhìn sợ hãi về phía chân trời, lúc này họ mới nhận ra được sự đáng sợ của việc đột phá vượt cấp. Chỉ là lực còn sót lại mà đã có uy lực như thế, huống gì lúc này Trương Lăng Phong còn đang ở trung tâm của cơn cuồng phong. Cậu Tiêu! Cậu có chắc sẽ không gây ra tổn thất lớn cho Hoa Quốc chứ, Tần Vũ cũng không yên tâm lắm nhìn về phía Thiên Sơn. Dù sao bên đó còn có mười mấy thành phố lớn của Hoa Quốc, hơn nữa dân số tỉnh Xuyên cũng chiếm tỷ trọng rất lớn ở Hoa Quốc, ngộ nhỡ tổn thất gì lớn thì ngay cả thiên tử cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Anh yên tâm đi, đây là trời đất nghịch loạn, vì Trương Lăng Phong vượt cấp đột phá nên mới sinh ra vài vòng xoáy chân khí, một lát nữa sẽ sóng yên biển lặng thôi. Chỉ cần người dân bình thường đều rời khỏi tỉnh Xuyên thì sẽ không gây ra thương vong gì, còn một số kiến trúc mặt đất có thể xây dựng lại mà. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Thật ra Tiêu Chính Văn cũng có quyền phát ngôn đáng kể,
hơn nữa trước đến giờ Tiêu Chính Văn đều liên tục đột phá nên anh đã không còn lạ gì hiện tượng như thế này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao lúc đầu Tiêu Chính Văn muốn liên tục đột phá ở thánh vực chứ không phải đột phá ở thế tục. Quả nhiên đúng như Tiêu Chính Văn nói, không đầy 5 phút sau, tất cả hiện tượng lạ đều bình yên trở lại như cũ, còn Trương Lăng Phong cũng bước vào trong khe rãnh sâu mấy trăm mét từ trong hư không. Tên nhóc nhà họ Trương thế mà thành công rồi, Lương Cảnh Long nghiến răng, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn. Mặc dù Trương Lăng Phong liên tục đột phá thì thực lực cũng không vượt qua Lương Cảnh Long thực lực nhân vương cấp 5, nhưng sự chấn động mà hắn gây ra cho thế tục đồng thời cũng phá vỡ tin đồn ngàn năm người thế tục mới bằng các cao thủ ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, lần này Trương Lăng Phong công khai đột phá không chỉ là một lần thăng hoa của bản thân hắn, mà còn khiến tất cả những người bình thường ở thế tục nhìn thấy cảnh tượng này đều có tia hy vọng. Hơn nữa xét về mức độ nào đó, lại lần nữa chèn ép uy nghiêm của cao thủ ngoài lãnh thổ. Có một vài thế giới không phải là thứ chúng ta có thể khống chế, hơn nữa lúc nãy nếu không nhờ trận pháp bảo vệ thì e là chúng ta đã biến thành vũng máu mất rồi. Hứa Văn Long lướt nhìn Lương Cảnh Long, vung tay áo lên rồi xoay người quay về sân sau. Khổng Hữu Bang cũng hít sâu một hơi, e là trận đấu ngày mai sẽ không được yên ổn rồi. Trương Lăng Phong xuất hiện một cách oai hùng cộng thêm Tiêu Chính Văn đồng thời nhúng tay vào việc này, đủ kiểu biến thuật này đều là thứ mấy gia tộc lớn ngoài lãnh thổ không lường trước được. Triệu Kế Hồng ngồi trên đỉnh núi chính ở Tung Sơn chậm rãi mở mắt ra, xoay sang dặn dò ông lão bên cạnh, sáng sớm mai chuẩn bị một phần quà lớn, rồi đưa đến nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Trưởng giáo, hành động lần này của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, những gì chúng làm quả thật đã làm tổn hại đến uy nghiêm của các gia tộc ngoài lãnh thổ, nhưng càng vào lúc này thì càng phải thể hiện thiện chí với các gia tộc trong thế tục. Đừng quên, Tung Sơn chúng ta cũng hưng thịnh từ thế tục, có cách biệt với các thế lực ngoài lãnh thổ thật sự đó. Cứ làm theo những gì tôi nói đi. Nói rồi đôi mắt nghiêm nghị của Triệu Kế Hồng nhìn về hướng Long Kinh. Sáng hôm sau, đại diện của năm đại danh Sơn và các phái võ tông đều đổ về nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Còn nhà họ Trương cũng là lần đầu lộ mặt trong mấy trăm năm nay nên được cả võ tông săn đón. Lúc này Trương Lăng Phong sau khi trải qua một đêm phục hồi cũng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người với vẻ mặt hết sức hồng hào, giờ đây khí tức nhân vương cấp 3 đã lộ ra ngoài. Chúc mừng cậu Trương, bây giờ trong thế tục ta cũng đã có cao thủ nhân vương cấp 3 rồi, trận chiến hôm nay tuyệt đối không thể để đám ngoài lãnh thổ đó chiếm được ưu thế. Đúng thế. Một đám gia tộc ngoài lãnh thổ đó chưa chắc đã mạnh hơn thế hệ trẻ ở thế tục chúng ta. Đúng thế, theo tôi được biết ngay cả ngoài lãnh thổ cũng không có cao thủ cảnh giới nhân vương nào trẻ như vậy cả. Mọi người bỗng chốc càng tâng bốc, khen ngợi Trương Lăng Phong. Nhưng Trương Lăng Phong lại lạnh nhạt nhìn về hướng Long Kinh, khẽ lắc đầu nói, các vị, thật ra ngoại trừ tôi, thế tục chúng ta còn một cao thủ cảnh giới nhân vương nữa cơ. Hơn nữa dù là bây giờ. Tôi cũng không thể với tới bóng lưng của người này. Sau khi trải qua rửa tội của trời đất, phần còn lại của cuộc đời mình sau khi thoát khỏi thảm họa sinh tử, tính cách của Trương Lăng Phong cũng đã thay đổi khá nhiều. Lúc này nỗi thù hận với Tiêu Chính Văn của hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại càng thêm bội phục Tiêu Chính Văn, một mình anh mà có thể giành lại một vị trí trong thế giới đấu tranh cho thế tục. Hiện giờ hắn là cường giả cảnh giới nhân vương. Bỗng cảm nhận được một cảm giác sứ mệnh trước nay chưa từng có. Nghe hắn nói thế, không ít người đều lộ ra vẻ ngờ vực và phỏng đoán, lẽ nào nhà họ Trương đã nghiêng về phía Tiêu Chính Văn rồi sao? Cậu Trương, cậu nói thế là không đúng, cậu ta họ Tiêu trước giờ đều đối đầu với võ tông chúng ta. Đúng vậy, cậu ta không bao giờ có thể là người của mình được. Cậu Trương không cần tâng bốc chí khí của cậu ta, dẹp đi uy phong của mình. Bọn tôi tin không lâu nữa cậu chắc chắn sẽ vượt qua Tiêu Chính Văn. Trương Lăng Phong quay đầu nhìn sang hai ông lão đang nói kia, khẽ lắc đầu nói, hai vị, các ông có biết nếu không có Tiêu Chính Văn thì bây giờ Hoa Quốc đã là thiên hạ của huyết tộc không? Nếu không nhờ Tiêu Chính Văn, chúng ta có thể được đế vương các và các gia tộc ngoài lãnh thổ xem trọng không? Các vị nghĩ trận chiến hôm nay đang so về cái gì? Ngoài lãnh thổ xem thế tục chúng ta là một mảnh ruộng thí nghiệm. Chúng muốn thông qua trận đấu lần này để vơ vét toàn bộ nhân tài có tiềm năng của thế tục. Đến lúc đó thế tục chúng ta lại sẽ rơi vào tình trạng hàng ngàn năm nay, lẽ nào các vị cam lòng bị các thế lực ngoài lãnh thổ vơ vét như vậy sao? Trương Lăng Phong vừa nói thế,
Tất cả những người trong võ tông đều lặng im như tờ. Thật ra những kẻ sành sỏi, thành thục như họ sao lại không hiểu đạo lý này, chỉ là không ai có can đảm phá vỡ mà thôi. Các vị, trận chiến sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Nói rồi Trương Lăng Phong nhận lấy một cái hộp màu đen từ trong tay một người nhà, rồi sải bước đi ra ngoài. Lúc này đã có rất đông người đứng ở ngoài cửa học viện kiếm thuật Thiên Sơn vừa được xây dựng lại. Với sự quay lại của các cường giả cảnh giới nhân hoàng, không ít các thế lực ngoài lãnh thổ cũng quay về thế tục, mấy chục gia tộc ở Hoa Quốc cũng lần lượt cử người quay về thế tục mở đường trước. Thế nên lần này tham gia trận chiến không chỉ có võ tông thế tục mà còn có các gia tộc ngoài lãnh thổ. Ngay khi Trương Lăng Phong và người bên võ tông xuất hiện trong đám đông, người nhà họ Khổng cũng theo sau đi vào hiện trường. Khổng Vạn Thắng, Khổng Hữu Bang và Hứa Văn Long xuất hiện lập tức gây ra một cơn chấn động không nhỏ. Người nhà họ Khổng cũng đến rồi à? Đó chẳng phải là Hứa Văn Long lúc trước vừa đột phá cảnh giới nhân vương cấp 4 sao? Lẽ nào hắn cũng muốn tham gia trận đấu? Không phải có quy tắc là lưu truyền của thế tử không thể tham gia trận đấu sao? Đúng thế, nhưng Hứa Văn Long không phải là thế tử. Cô từng nghe nói ngoài lãnh thổ có gia tộc nào họ Hứa chưa? Mọi người không khỏi bắt đầu bàn tán. Cũng có ngày càng nhiều người bỗng nhận ra tại sao nhà họ Khổng lại thu nhận Hứa Văn Long. Nếu Hứa Văn Long cũng tham gia trận đấu lần này thì chẳng phải thế tục của chúng ta sẽ chịu thiệt rồi sao? Chúng ta đi đâu tìm một cao thủ nhân vương cấp 4 lên sân đây? Đây rõ ràng là do các gia tộc ngoài lãnh thổ bày mưu tính kế, trước tiên cử cao thủ ra đánh bại toàn bộ thế hệ trẻ trong thế tục của chúng ta, sau đó làm như bố thí chúng ta, chiêu mộ hết những người tài giỏi trong chúng ta bán mạng cho chúng. Ừ, nói không sai. Đám người ngoài lãnh thổ này quả nhiên là tính kế hay đấy. Người trong võ tông cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Dù sao thực lực của hai bên đều đặt ra ở đó, dù là Trương Lăng Phong thì cũng có sự cách biệt với cảnh giới của Hứa Văn Long, sao lại có thể là đối thủ của hắn. Các vị đừng lo lắng, tôi nghĩ anh Tiêu chắc chắn sẽ không vắng mặt trong sự kiện trọng đại này, Trương Lăng Phong cười mỉa nói. Chỉ cần có Tiêu Chính Văn ở đây thì bản tính như ý của các gia tộc ngoài lãnh thổ này đừng hòng thực hiện. Anh chính là Trương Lăng Phong hôm nay đã vượt cảnh giới đột phá à? Trương Lăng Phong vừa dứt lời, Hứa Văn Long đã quay sang nhìn Trương Lăng Phong, trầm giọng hỏi. Nghe thấy lời này, Trương Lăng Phong quay đầu liếc nhìn Hứa Văn Long, mặc dù biết rõ Hứa Văn Long ngập tràn ý thù địch, thế nhưng Trương Lăng Phong cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện. Dù gì Hứa Văn Long cũng là kẻ có tiềm lực mạnh nhất trong lớp thanh niên mà hắn từng gặp. Trận đấu này có thể nói là trước nay chưa từng có trong thời kỳ hoàng thịnh của thế tục suốt cả trăm năm trở lại đây, có thể gặp được đối thủ như vậy, đối với Trương Lăng Phong mà nói là buồn vui lẫn lộn. Chỉ xét từ phương diện thiên bẩm, Trương Lăng Phong đã tự thấy hổ thẹn mình không bằng rồi, dù gì hắn cũng nhờ có bí dược của nhà họ Trương nên mới liên tục đột phá, mà Hứa Văn Long lại hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn đã tới một khách sạn xa hoa ở dưới chân Thiên Sơn, trên chiếc bàn đặt trước mặt anh bày la liệt đủ loại tư liệu. Bên trong vừa có sơ yếu lý lịch của lớp thanh niên trong thế tục, cũng có cả giới thiệu chi tiết về thế hệ thanh niên của vùng ngoài lãnh thổ. Cậu Tiêu, thật ra Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng có lã là những người kiệt xuất nhất của thế tục trong trận đấu lần này rồi. Ông cụ quý nói, sau đó rút bản tư cách của hai người này ra từ trong một xấp tư liệu. Tiện tay đưa thẳng cho Tiêu Chính Văn. Nếu như lần này bọn họ có thể được thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ lựa chọn thì cũng chẳng khác gì tát lên trên mặt rất nhiều thế tử, hơn nữa cũng sẽ phá vỡ hoàn toàn nhận định cho rằng lớp thanh niên vùng ngoài lãnh thổ có thiên bẩm và khả năng lĩnh hội vượt xa so với thế tục. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói, ồ, thật sự có nhận định như vậy sao? Về điểm này thì Tiêu Chính Văn thật sự không hề biết. Thế nhưng từ trong ánh mắt ngông nghênh tự đại của mấy thế tử ở vùng ngoài lãnh thổ kia thì cũng không khó để đoán ra được. Cậu Tiêu, thật ra từ xưa tới nay, các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ và các thế gia lớn đều đang cố ý rêu rao tính ưu việt của vùng ngoài lãnh thổ. Võ tông trong thế tục chúng ta có thể như thiên lôi sai đâu đánh đó với vùng ngoài lãnh thổ cũng có liên quan mật thiết tới điểm này. Ông cụ quý nhìn về phía Tiêu Chính Văn và giải thích bằng vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này Tiêu Chính Văn mới khẽ gật đầu, chả trách người trong võ tông đều giữ thái độ im lặng đối với việc các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ nhúng tay vào chuyện trong thế tục, không dám phản kháng dù chỉ một chút. Thật ra không chỉ trong khoảng 100 năm trở lại đây,
Từ trước tới nay, thế lực lớn các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều đang truyền dẫn loại cảm giác ưu việt này. Vậy nên sau khi linh khí phục hồi, các môn phái lớn trong võ tông mới đều trông ngóng sự trở về của cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ. Ban đầu lúc linh khí mới được phục hồi, nếu như các môn phái trong võ tông đều có thể đồng tâm hiệp lực thì tuyệt đối sẽ không phát triển tới bước đường này. Thậm chí có thể nói, hiện tại trong thế tục đã đạt được một nhận thức chung, chỉ cần là thế lực vùng ngoài lãnh thổ thì nhất định sẽ mạnh hơn các tông môn lớn trong thế tục. Vậy nên Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc mới phai nhạt dần khỏi tầm mắt của mọi người từ sau khi cao thủ vùng ngoài lãnh thổ trở về. Mà Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lại chưa từng tới vùng ngoài lãnh thổ, nếu như bọn họ có thể chiến thắng con cháu thế gia của vùng ngoài lãnh thổ trong trận đấu lần này thì sẽ có thể phá vỡ loại cảm giác ưu việt mà vùng ngoài lãnh thổ tạo nên cả nghìn năm trở lại đây. Khiến cho Võ Tông trong thế tục xuất hiện thái độ phản kháng. Đồng thời cũng sẽ đả kích địa vị của các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ ở trong lòng bọn họ. Dù cho Trương Lăng Phong có dựa vào thực lực bản thân để đạt tới độ cao như hiện tại hay không thì kết quả vẫn đều giống nhau. Hơn nữa, việc nhà họ Trương đột nhiên hạ vốn lần này vẫn có một số yếu tố khác ở bên trong. Ông cụ Quý nói rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Tiêu Chính Văn. Ồ, bên trong lẽ nào vẫn có ẩn tình, Tiêu Chính Văn cũng không khỏi nhíu mày. Từ trước tới nay, nhà họ Trương đều giữ vai trò làm người đại diện phát ngôn của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ, mặc dù trên thái độ không hề kiên quyết như năm Đại Danh Sơn, thế nhưng rất nhiều việc, nếu như không có nhà họ Trương ngầm cho phép thì năm Đại Danh Sơn cũng sẽ không ngang ngược như vậy. Thật ra cụ tổ của nhà họ Trương ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn muốn thông qua quan hệ để trực tiếp đưa Trương Lăng Phong vào trong đế vương các, thế nhưng đáng tiếc là vì cảnh giới của Trương Lăng Phong quá thấp. Vậy nên đã bị đế vương các từ chối công khai, Tiêu Chính Văn lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng vậy, đế vương các không chỉ cự tuyệt Trương Lăng Phong mà còn từng lên tiếng nói rằng tất cả những người ở trong thế tục của nhà họ Trương đều không phù hợp với điều kiện, nói cách khác cũng chính là đang loại trừ triệt để nhà họ Trương bọn họ ra khỏi đế vương các. Rời khỏi đế vương các. Với thế lực của nhà họ Trương Thiên Sơn ở vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản không đủ để chống đỡ được cả bầu trời. Ông cụ Quý nói, không thôi lắc đầu thở dài. Nhà họ Quý ban đầu cũng suy yếu đi từng ngày giống như vậy. Nhà họ Trương có lẽ cũng vì nhìn thấy được nhà họ Quý của hiện tại nên mới có ý định chống chọi. Điều đó cũng nói lên rằng giữa nhà họ Trương và các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đã xuất hiện sự rạn nứt, Tiêu Chính Văn vô thức nói. Không sai. Lúc đó cụ tổ nhà họ Trương không chỉ tới đế vương các mà còn tiến hành du thuyết tới cả thiên đạo minh ước, nói thật thì thế lực lớn sắp sửa ập tới, dù là nhà họ Trương hay mấy gia tộc lánh đời trong thế tục thì cũng phải tìm kiếm ô dù bảo vệ cho bản thân mình. Đáng tiếc, lần này ý kiến của các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ lại đồng nhất lạ thường, gần như đều vô cùng bài xích các thế lực bên trong thế tục. Ông cụ Quý nói tới đây thì cũng thầm cảm thấy hơi lo lắng. Nói thật thì mặc dù bên phía thế tục xuất hiện cao thủ giống như Tiêu Chính Văn, thế nhưng xét về thực lực tổng thể thì thực lực của thế tục vẫn chẳng thể so bì được với vùng ngoài lãnh thổ. Giữa nhà họ Trương ở Thiên Sơn và Thiên Đạo Minh Ước còn có liên hệ, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Coi như có đi, dù gì nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng là thế gia đã lưu truyền cả mấy nghìn năm, hơn nữa còn là người bảo vệ mộ cho Tổ Long, vậy nên cũng không xa lạ gì với mấy thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Khi trước thế lực các phương vẫn không dùng thực lực để phân biệt đối xử với người nhà họ Trương, ít nhất người mà nhà họ Trương chủ động tiến cử, thế lực các phương đều sẽ ngầm cho phép, thế nhưng lần này kết quả lại vượt ra khỏi dự liệu của nhà họ Trương. Trương Lăng Phong có một người bạn gái đính hôn từ nhỏ, chỉ là cô gái đó xuất thân ở vùng ngoài lãnh thổ, vậy nên đã gia nhập vào một thế lực dưới trướng Thiên Đạo Minh Ước. Mà Thiên Đạo Minh Ước lại công khai từ chối Trương Lăng Phong. Điều đấy đồng nghĩa với việc cho đối phương cái cớ, đối phương rất có khả năng sẽ hủy hôn, điều này cũng sẽ là một cú đả kích hết sức nghiêm trọng tới danh tiếng của nhà họ Trương ở vùng ngoài lãnh thổ. Đồng thời cũng tượng trưng cho việc ánh hào quang của nhà họ Trương đã không còn nữa. Tiêu Chính Văn nghe tới đây thì khẽ gật đầu, 10 phần thì có tới 8, 9 phần là vùng ngoài lãnh thổ đã có chuẩn bị chu toàn, vậy thì giá trị lợi dụng của nhà họ Trương sẽ cực kỳ có hạn. Hơn nữa nhà họ Trương còn là người bảo vệ mộ cho Tổ Long, tới lúc đó khởi động di tích Long tộc vẫn cần chia cho nhà họ Trương một chút lợi ích,
Các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đương nhiên sẽ tiện chân đá đít đại cổ đông là nhà họ Trương dưới tình cảnh mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ nhà họ Quý mấy người cũng suy bại như vậy có phải không? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía ông cụ Quý. Nghe thấy lời này, gương mặt già nua của ông cụ Quý không khỏi đỏ bừng lên, gật đầu nói, không sai, nhà họ Quý năm đó chính vì bị thế lực các phương ruồng bỏ nên mới suy bại tới ngày hôm nay. Dù có nói thế nào thì nhà họ Quý cũng mang huyết thống của Hoàng thất Lý Đường, nếu như không xuất hiện biến cố quá lớn thì không thể đi tới bước đường như ngày hôm nay. Ông cụ Quý nghe tới đây thì không khỏi cười khổ. Ừ, cũng có thể nói, nếu như áp chế được Trương Lăng Phong thì lợi ích của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ mới được bảo đảm. Nói cách khác, tất cả thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ cố ý nhắm vào người trong thế tục. Là như vậy phải không? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Không sai, hơn nữa tôi vẫn lo lắng, người của Đế Vương Các và Thiên Đạo Minh Ước cũng sẽ chủ động ra tay can dự vào chuyện này. Dẫu sao hai nhà bọn họ cũng từng kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu của nhà họ Trương. Nếu như đệ tử trong môn phái của bọn họ bị Trương Lăng Phong đánh bại, vậy thì chẳng khác gì giáng một cái tát lên mặt bọn họ cả. Ông cụ Quý nghiêm túc nói. Tiêu Chính Văn trầm ngâm hồi lâu, nói chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự của Trương Lăng Phong để nói chuyện thôi. Thấy Tiêu Chính Văn không muốn chủ động ra mặt can dự vào chuyện này, ông cụ Quý lại hết sức lo lắng, nói cậu Tiêu. Tôi chỉ lo lắng một việc, Đế Vương Các và Thiên Đạo Minh Ước rất có khả năng sẽ sử dụng thế lực bên phía bọn họ để can dự vào chuyện này. Thậm chí sẽ lấy Dược Nhân làm cái cớ để hủy bỏ tư cách lên đài của Trương Lăng Phong. Nỗi lo của ông cụ Quý cũng chẳng phải không có lý, dù gì Trương Lăng Phong cũng không dựa vào thực lực bản thân để đột phá lên cảnh giới Nhân Vương cấp 3 mà lại dựa vào hình thức trợ lực của đan dược, vậy nên mới giúp hắn đạt đến Nhân Vương cấp 3 vào một ngày trước. Điều này đối với con cháu của các thế gia vùng ngoài lãnh thổ không có loại thuốc thần kỳ này mà nói cũng cực kỳ không công bằng. Mặc dù nhà họ Trương đã dồn toàn lực, thế nhưng vẫn để xảy ra sơ suất trong kế hoạch. Lúc này, đám người trong thế tục cũng cùng đi tới ngọn núi chính thứ hai của Thiên Sơn cùng với con cháu thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ. Từ thời thượng cổ tới nay, Thiên Sơn chính là một nơi ngập tràn màu sắc thần bí. Có thể nói ngoại trừ Gò Đất Côn Luân ra thì Thiên Sơn chính là một trong số những nơi thần bí nhất. Bởi vì Hình Thiên năm đó đã khai màn một trận đại chiến với Đế Tuấn, tới cuối cùng lại bỏ mạng ngay tại Thiên Sơn. Mà Đế Tuấn có thể nói là bậc thần vương thật sự của thời kỳ viễn cổ, vừa cai quản Cửu Châu vừa thống trị vạn quốc. Mà lúc này, bên trên Thiên Sơn cũng đang mịt mờ sương khói. Nhìn từ xa thì rất giống với động phủ núi tiên, như thể một vùng đất của thần thánh. Nơi này không phải là võ đài nơi chúng ta sắp sửa đọ sức đấy chứ. Trong đám người, không ít người kinh ngạc thốt lên. Mặc dù nơi này chỉ là ngọn núi chính thứ hai của Thiên Sơn, thế nhưng bên trên mặt sân nhìn có vẻ nhỏ hẹp cũng chứa được hơn mấy chục nghìn người, khiến cho mọi người không hiểu nổi nhất chính là một mặt sân thoạt nhìn bé như vậy, chứa mấy chục nghìn người mà vẫn có không gian rất lớn. Đây chính là điều vượt ra khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người. Hơn nữa muốn đạt tới hiệu quả giống như vậy, chỉ có sử dụng trận pháp không gian mới có thể làm được. Thế nhưng trận pháp không gian không phải chỉ thuộc về riêng Hoa Sơn sao? 8-9 phần rồi, có điều Thiên Sơn dường như đang phô bày gốc rễ của bọn họ cho mọi người thấy. Không có sự trợ giúp của trận pháp không gian, vậy thì mặt sân này căn bản không thể chứa được nhiều người chúng ta như vậy. Một ông lão híp mắt nhìn ra xung quanh. Quả thực giống như ông ta suy nghĩ. Mặc dù môi trường xung quanh không có sự biến đổi quá lớn, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không gian hỗn tạp. Lần này, đại diện của Thiên Sơn chỉ là thế tục, tôi luôn có một loại cảm giác rằng quan hệ giữa bọn họ và vùng ngoài lãnh thổ rất thân thiết. Một ông lão khác cau mày lên tiếng. Nếu như Thiên Sơn thật sự có sự lưu truyền của trận pháp không gian, vậy thì học viện kiếm thuật năm đó sẽ không bị Tiêu Chính Văn phá hủy chỉ với một đòn. Nói cách khác. Nhất định là cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ đã đích thân tới giúp đỡ Thiên Sơn bài bố kết giới không gian, đồng thời cũng đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng thế lực lớn các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều đang chú ý tới trận đại chiến lần này. Cũng đang cảnh cáo những người có ý định khác, chỉ cần có gan dám làm bừa thì nhất định sẽ bị trấn áp bằng thủ đoạn mạnh tay. Lúc này, ngay cả đại diện của nhà họ Lý và nhà họ Chu cũng đã đi lên trên mặt sân. Lý Chính Đạo nghiêm túc nhìn ánh sáng màu trắng như có như không ở ngay phía trước của mặt sân. Lần này, Đế Vương Các lại liên thủ với Thiên Đạo Minh Ước.
Lẽ nào bên trong vẫn còn ẩn chứa âm mưu gì? Lý Chính Đạo nhíu mày nói với Chu Trấn Long đang đứng bên cạnh. Trong trận đấu lần trước, tôi và Thường Ngộ Xuân từng đánh giết bốn phương, đại diện đế vương các đánh bại rất nhiều cao thủ của Thiên Đạo Minh Ước. Không ngờ vật đổi sao rời, đế vương các lại cấu kết với Thiên Đạo Minh Ước rồi. Lẽ nào lời đồn di tích Long tộc sắp sửa xuất thế là thật? Chu Trấn Long suy tư nói. Năm đó Thường Ngộ Xuân có lẽ là ngôi sao mới nổi chói mắt nhất từ sau Lý Tịnh, chỉ đáng tiếc là Thường Ngộ Xuân hiện tại không rõ đang ở đâu, bên trong rất có khả năng do Thiên Đạo Minh Ước giở trò. Một khi đế vương các ép thực lực, cúi đầu trước Thiên Đạo Minh Ước, vậy thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lý Chính Đạo hết sức lo lắng nói. Trận chiến đó của Thường Ngộ Xuân, Lý Chính Đạo đương nhiên cũng là một trong số những người chứng kiến, chỉ là Lý Chính Đạo của khi đó mới chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi. Căn bản không có tư cách lên đài lãnh hội hào quang của Thường Ngộ Xuân. Thế nhưng ngay sau lúc đó, chưa đầy 2 năm đã lan truyền thông tin sau khi Thường Ngộ Xuân gia nhập một bí cảnh ở vùng ngoài lãnh thổ thì đã mất tích. Cũng chính bởi vì sự mất tích của Thường Ngộ Xuân mà địa vị của nhà họ Chu ở vùng ngoài lãnh thổ cũng hạ xuống rất thấp, từ đứng ngang hàng với nhà họ Lý khi trước trở thành một gia tộc hoàng thất thấp hơn mấy bậc so với nhà họ Lý. Số cao thủ năm đó vô cùng nhiều, người giống như đệ tử Thác Kim Long của Thượng Sư Thác Thác cũng là một trong số những kỳ tài nghìn năm mới có. Thường Ngộ Xuân có thể giành được chiến thắng hoàn toàn, bên trong cũng có không ít phần trăm của khí vận trên người. Chu Trấn Long cũng không thể không thừa nhận, khí vận có ảnh hưởng rất lớn đối với kết quả cuối cùng, nếu như năm đó không phải vì Hồng Vũ thì thời điểm hưng thịnh nhất của khí vận nhà họ Chu căn bản không thể đi ngược với thực lực của Thường Ngộ Xuân. Càng không thể vượt qua được cảnh giới cấp 3, dùng thực lực của nhân vương cấp 3 đánh bại Thác Kim Long ở cảnh giới nhân vương cấp 6. Ha ha! Lịch sử là do người chiến thắng viết nên, hơn nữa cũng chỉ có người chiến thắng mới được người ta khắc ghi, hiện tại uy danh của tướng quân Thường đã vang khắp cả Hoa Quốc, thế nhưng cái tên Thác Kim Long này e rằng chẳng có mấy người biết tới đâu. Lý Chính Đạo bình thản mỉm cười, nếu như nhà họ Thường tách rời khỏi nhà họ Chu thì chắc chắn cũng sẽ trở thành một trong số những thế lực quan trọng giống như thế gia Lý Tịnh. Đáng tiếc, cùng với sự mất tích của Thường Ngộ Xuân, nhà họ Thường vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội giống như vậy nữa. Khổng Hữu Bang đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Hứa Văn Long, nói với ý đồ sâu xa, Văn Long à, nhà họ Khổng chúng tôi không yêu cầu cậu trở thành nhân vật truyền kỳ giống như Thường Ngộ Xuân, chỉ cần cậu có thể trở thành sức mạnh giúp nhà họ Khổng giành được một vị trí là đủ rồi. Hứa Văn Long nghe vậy thì vội vàng quay đầu nói, ông Khổng, xin cứ yên tâm, Hứa Văn Long nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh. Thật ra người có thể phân cao thấp với Hứa Văn Long hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có, nói tới đây, Khổng Vạn Thắng ưu tư đưa mắt nhìn lên Tiêu Chính Văn đang bình thản ngồi ngay ngắn bên trên bục cao phía xa. Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa mới đặt tách trà xuống, lại quay đầu nói riêng gì đó với ông cụ quý. Hắn đã ở trong sở tư pháp rồi, đáng lý sẽ không đích thân tới ra tay mới đúng, Hứa Văn Long lộ ra một nụ cười lạnh tanh. Trương Lăng Phong của nhà họ Trương cũng không được xem thường, lần này, nhà họ Trương đã dồn toàn lực rồi. Khổng Hữu Bang lại nhắc nhở. Ông Khổng, ông cứ việc yên tâm, trước đây tôi đã từng quan sát Trương Lăng Phong rồi, chẳng qua chỉ là một cái vại thuốc mà thôi, dựa vào đan dược để đột phá thẳng lên nhân vương cấp 3, không có thời gian trầm lắng, căn bản chẳng có gì đáng sợ. Hứa Văn Long tự tin phá lên cười. Vào khoảnh khắc Hứa Văn Long vừa mới nói dứt lời. Chỉ thấy rất nhiều tia sáng rực rỡ bay về hướng ngọn núi chính thứ 2 ở Thiên Sơn từ phía chân trời. Lúc này, không chỉ có các trưởng giáo của 5 đại danh sơn mà ngay cả những người đại diện phát ngôn của các thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đồng loạt bay theo sau lưng Bạch Chiến Sinh về phía Thiên Sơn. Các vị, tôi là Bạch Chiến Sinh, đại diện cho vùng ngoài lãnh thổ và võ tông thế tục chính thức tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Bóng dáng của Bạch Chiến Sinh chậm rãi chạm đất cùng với lời tuyên bố hùng hồn. Bạch Chiến Sinh vừa nói dứt lời, một ông lão tóc trắng tiến lên trước một bước, cao giọng nói với mọi người bên dưới, xin mời trưởng giáo Tung Sơn tiền bối Triệu Kế Hồng chủ trì trận đấu cho chúng tôi. Ông lão vừa nói hết câu, một người đàn ông trung niên ngập tràn ánh hào quang, giống như thánh thần giáng thế, tiến lên trước một bước rồi liếc nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ánh hào quang ngút trời đó bao trùm lấy toàn bộ 18 ngọn núi chính của Thiên Sơn. Trên người tất cả mọi người đều được bao phủ những ánh hào quang rực rỡ màu vàng. Chân Triệu Kế Hồng đạp lên trên đám mây 7 màu bay tới,
luồng khí tức cường đại như biển khói càng khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều phải hít sâu. Vào lúc Triệu Kế Hồng đặt chân lên trên bục cao, gần như tất cả trưởng môn trưởng giáo của các phái trong võ tông đều đồng loạt đứng dậy hành lễ với Triệu Kế Hồng. Dù gì đối diện với cường giả ở cảnh giới nhân hoàng, bọn họ rõ ràng chỉ bé nhỏ như con kiến. Duy chỉ có Tiêu Chính Văn vẫn bình thản thưởng trà, thậm chí từ đầu chí cuối, ngay cả mắt cũng không buồn nhướn lên. Mọi người đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng không khỏi cau mày. Dù cho Tiêu Chính Văn cậu vô địch thiên hạ, nhưng cậu nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi, đối diện với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, cậu lại dám vô lễ như vậy. Hành động bên phía này của Tiêu Chính Văn lập tức gây nên sự bất mãn cho mọi người xung quanh, Bạch Chiến Sinh càng trầm mặt, lạnh giọng nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, vị này là trưởng giáo của Tung Sơn, tiền bối Triệu Kế Hồng. Ừ, biết rồi, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, thế nhưng chẳng buồn liếc nhìn đối phương lấy một cái, vẫn đang khẽ thổi lá trà đang nổi bên trong tách. Quả nhiên có phong thái không tầm thường, Triệu Kế Hồng quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, trong mắt ẩn chứa vô vàn sát khí. Quá khen rồi, Tiêu Chính Văn bình thản đáp lời một câu. Triệu Kế Hồng hừ một tiếng, tiến lên trước một bước đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cười lạnh lùng nói, cậu Tiêu, trước đây vẫn phải phiền cậu đích thân ra tay thay tôi dạy dỗ một số tên nghịch tử không ra gì. Tôi xin cảm tạ trước. Triệu Kế Hồng nhìn Tiêu Chính Văn bằng vẻ mặt sặc mùi sát khí. Chẳng qua cũng chỉ mất chút sức nhỏ mà thôi, không đáng để tâm trong lòng làm gì, Tiêu Chính Văn lại chẳng buồn nể mặt Triệu Kế Hồng chút nào, thẳng thừng đáp lại một câu. Lời này vừa thốt ra, gần như tất cả trưởng môn trong võ tông đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đặc biệt trên mặt đám người nhà họ Khổng dường như con mang theo cả vẻ phẫn nộ. Trước đây bọn họ cũng đều phải chịu không ít chèn ép dưới trướng Tiêu Chính Văn, mà lần này Tiêu Chính Văn thậm chí còn đánh gãy chân con trai ruột của Triệu Kế Hồng rồi, chuyện này rõ ràng là không coi mấy thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ bọn họ ra gì. Đáng bực tức nhất là theo bọn họ thấy, trước đây Tiêu Chính Văn có thể hống hách phách lối chính là vì cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng vẫn chưa lộ diện, hiện tại ở trước mặt một cường giả ở cảnh giới nhân hoàng giống như Triệu Kế Hồng, Tiêu Chính Văn lại dám nghênh ngang như vậy. Chỉ là đám người nhà họ Khổng vẫn chưa lên tiếng, Triệu Kế Hồng đã xua tay với người của các thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, sau đó ngồi lên vị trí ngay bên cạnh Tiêu Chính Văn. Bạch Chiến Sinh thấy vậy thì lại tiến lên trước một bước, nói trận đấu bắt đầu thôi. Hừ, Lý Chính Đạo và Chu Trấn Long nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, Bạch Chiến Sinh lại cố tình bỏ qua Tiêu Chính Văn, chuyện này rõ ràng là đang âm thầm chèn ép giới thế tục. Tiền bối Bạch. Nếu như cậu Tiêu cũng là một trong số những trọng tài, tại sao không giới thiệu cho mọi người biết? Lý Chính Đạo chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc chất vấn. Đây là trận đấu của cả võ tông, bao gồm cả thế tục và vùng ngoài lãnh thổ, đương nhiên sẽ có quy trình của riêng nó. Hơn nữa các vị cũng đều mòn mỏi chờ đợi cả mấy trăm năm rồi, tôi nghĩ mọi người có lẽ cũng gấp gáp hơn nhiều so với tôi. Bạch Chiến Sinh nói xong thì đưa ánh mắt lạnh tanh quét qua gương mặt của những người đang ngồi bên dưới. Theo tôi thấy, mấy người đang cố ý chèn ép người trong thế tục chúng tôi. Nếu như thật sự như vậy, thì các môn phái và toàn bộ thế gia bên trong thế tục chúng tôi sẽ quay về ngay bây giờ. Đông Phương Tuyết Ngưng nói, đứng dậy với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Bạch Chiến Sinh, không chút nhượng bộ. Mặc dù Tiêu Chính Văn đại diện cho nhà họ Quý tới làm trọng tài, thế nhưng người thông minh đều nhìn ra được Tiêu Chính Văn cũng chính đang đại diện cho cả thế tục. Đông Phương Tuyết Ngưng vẫn luôn coi Tiêu Chính Văn như thần tượng của mình, nào có chuyện nhẫn nhịn để cho mấy người Bạch Chiến Sinh công khai chèn ép Tiêu Chính Văn như thế. Cũng coi như để cho trận đấu lần này có thể tiến hành một cách công bằng, không ít thế gia trong thế tục cũng đồng loạt đứng dậy hưởng ứng Đông Phương Tuyết Ngưng, bày ra thái độ muốn bỏ đi ngay. Thậm chí ngay cả Trương Lăng Phong cũng nghiêm túc đứng dậy, hai mắt nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Bạch Chiến Sinh. Thấy tình cảnh này, Bạch Chiến Sinh cũng không khỏi ngẩn ra, không ngờ được Tiêu Chính Văn lại có uy danh cao tới thế ở trong võ tông. Đặc biệt là không ngờ bốn gia tộc lớn trước giờ vẫn ôm mối thù máu với Tiêu Chính Văn lại đứng về phía Tiêu Chính Văn trong thời khắc mấu chốt này. Hàng chục nghìn đôi mắt bên dưới đều đang nhìn chăm chăm vào Bạch Chiến Sinh, lúc này chẳng khác gì đang nướng Bạch Chiến Sinh trên đống lửa cả. Nếu như mọi người trong thế tục mà rời đi, từ bỏ cuộc thi đấu lần này, vậy thì cục diện mà các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ dày công bày ra sẽ tan thành mây khói hết.
Bạch Chiến Sinh ông ta có 10 cái đầu cũng không gánh được trách nhiệm lớn tới thế. Được, tiếp theo xin mời đại diện của nhà họ Quý, cậu Tiêu Chính Văn. Bạch Chiến Sinh cứ như vừa nghiến răng vừa nói ra cái tên Tiêu Chính Văn. Khi mà ba chữ Tiêu Chính Văn được thốt ra, bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Bạch Chiến Sinh nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn, sắc mặt hết sức khó coi. Việc làm lơ Tiêu Chính Văn chỉ là bước đầu trong kế hoạch mà ông ta đã dày công lập nên cùng Triệu Kế Hồng khi trước, thế nhưng vẫn chưa kịp tiến hành bước thứ hai thì nước cờ của bọn họ đã bị Đông Phương Tuyết Ngưng phá hoại rồi. Tiêu Chính Văn chỉ ngồi thẳng trên ghế, khẽ gật đầu với đám người phía bên dưới, sau đó bình thản lên tiếng nói, tôi tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiêu Chính Văn vừa nói hết câu, ngay cả Triệu Kế Hồng bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái. Cậu ta rõ ràng chính là đang tuyên binh đoạt chủ, nói thế nào thì cũng không đến lượt Tiêu Chính Văn tuyên bố trận đấu bắt đầu chứ. Lúc này, ý định giết Tiêu Chính Văn của Triệu Kế Hồng lại chắc chắn hơn mấy phần. Loại cứng đầu không chịu phục tùng thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ giống như Tiêu Chính Văn căn bản không cần thiết phải giữ lại. Nếu như để mặc cho anh tiếp tục phát triển, sau này nhất định sẽ trở thành vật cản trở rất lớn đối với âm mưu chiếm đoạt di tích long tộc của vùng ngoài lãnh thổ. Dù gì lòng tin của Hoa Quốc đều ở bên phía Tiêu Chính Văn, nếu như động tới Tiêu Chính Văn, vậy thì đối với các thế lực lớn mà nói rõ ràng sẽ mất đi lòng tin của Hoa Quốc. Tới lúc đó, không có sự trợ giúp của nguyên lực, dù có đạt được bí pháp bên trong di tích long tộc thì căn bản cũng chẳng thể đạt được mục đích nô dịch hoàn toàn thế tục của bọn họ. Mà vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, mọi người bên dưới liền tự động nhường ra một sân bãi đấu võ rộng tới vài dặm. Tiến hành trước tiên là trận đấu giữa cường giả ở cảnh giới nhân vương cấp 1, đối với việc đấu võ mà nói, Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, còn thẳng thừng nhỏ tiếng ngồi nói chuyện phiếm cùng với ông cụ Quý. Khi cảnh tượng này bị mấy thế gia vùng ngoài lãnh thổ nhìn thấy, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Dù gì trận đấu lần này, đối với thế gia vùng ngoài lãnh thổ mà nói cũng là một cơ hội ra oai lập uy, là sự trang nghiêm tới độ nào cơ chứ? Tiêu Chính Văn thì hay rồi, lại coi đó như là trò vui. Mãi tới 2 tiếng đồng hồ sau, Hứa Văn Long cuối cùng cũng đại diện cho nhà họ Khổng lên đài. Đối thủ của hắn chính là một cao thủ nhân vương cấp 3. Đối với hắn mà nói, đánh bại đối phương chỉ cần nhấc tay lên mà thôi, vậy nên căn bản không có bất cứ cảm giác hồi hộp nào. Tôi bất tài, muốn đấu một trận với các cao thủ trong thế tục, không biết vị nào có gan bước ra chiến đấu. Hứa Văn Long nhìn về phía võ tông trong thế tục bên dưới bục với vẻ cao ngạo, cười chế giễu nói. Hứa Văn Long vừa dứt lời, mọi người bên võ tông thế tục lập tức rơi vào trầm tư. Trước đó đã có mười mấy đệ tử các môn phái trong võ tông thế tục tự mình lên võ đài đánh với Hứa Văn Long, kết quả chẳng có lấy một người có thể ép hắn dùng cả hai tay. Nhìn về phía đám người võ tông, Hứa Văn Long đắc ý ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Dù sao lúc đầu cũng là Tiêu Chính Văn tự mình nói từ chối hắn trước mặt mọi người, bây giờ thì sao? Cả võ tông Hoa Quốc cũng không tìm được ai có thể đánh với hắn. Chứng tỏ Tiêu Chính Văn chỉ là một tên có mắt không tròng. Nhưng khi hắn nhìn Tiêu Chính Văn mới nhận ra Tiêu Chính Văn nãy giờ vẫn luôn chú ý đến trận đấu của võ đài khác, từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn lấy một lần. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Mặc dù trên người cũng có nhiều vết thương nhưng vẫn giành chiến thắng mấy trận liên tiếp. Hơn nữa cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều gia tộc ngoài lãnh thổ, chỉ là thiếu niên đến từ thế tục này bị đám người Bạch Chiến Sinh xem thường. Trong mắt họ, thế tục làm gì có cao thủ, mặc dù Tiêu Chính Văn đã khiến họ mở rộng tầm mắt, nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ là người đánh giá, không có tư cách tự mình ra trận. Lớp trẻ còn lại trong thế tục không đáng nhắc đến. Mà người đứng chính giữa võ đài chính là Trương Lăng Phong của nhà họ Trương Thiên Sơn, biểu hiện của hắn ngoài nằm dự liệu của Tiêu Chính Văn. Với thực lực của Trương Lăng Phong liên tiếp đánh bại ba thế tử ngoài lãnh thổ, nếu là trước kia thì chắc là chuyện không có khả năng xảy ra. Ngay cả Long Hình và Long Nguyệt cũng nhờ được Tiêu Chính Văn đích thân chỉ dạy nên mới có sức chiến đấu đó, nhưng Trương Lăng Phong lại khác, hoàn toàn là tự mình lĩnh hội, đây quả là rất hiếm có. Lúc này Trương Lăng Phong siết chặt nắm đấm, lại lao về phía thiếu niên áo đen đó lần nữa. Có thể nói trận giao đấu giữa Trương Lăng Phong và thiếu niên áo đen đó không có bất kỳ bí ẩn nào, thậm chí từ đầu đến chí cuối,
Trương Lăng Phong chưa từng sử dụng trận pháp của nhà họ Trương Thiên Sơn mà chỉ đơn thuần sáp lại gần đánh và liên tục thắng mấy trận. Hứa Văn Long quả là nhân tài hiếm có, thắng liên tục mười mấy trận nhưng khí tức không hề bị hỗn loạn, đủ cho thấy hắn có cảnh giới cao, khả năng lĩnh hội mạnh đến mức nào, tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay đều không vượt qua được hắn. Nói rồi Triệu Kế Hồng quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Nghe thế Bạch Chiến Sinh bên cạnh cũng nói hùa theo, anh Triệu nói chí phải, Hứa Văn Long thật sự là một nhân tài xuất chúng, tiếc là có vài người lúc đầu không nhìn ra, bây giờ hối hận e là đã không còn kịp nữa rồi. Lời nói của Bạch Chiến Sinh ẩn chứa ý chế giễu dường như đang cố ý nhắc nhở mọi người trên khán đài vì một phút kiêu ngạo mà Tiêu Chính Văn đã bỏ lỡ một nhân tài hiếm có. Nhưng Tiêu Chính Văn làm như không nghe thấy lời họ nói, ánh mắt vẫn sáng rỡ nhìn Trương Lăng Phong. Hình như cậu Tiêu rất có hứng thú với bình thuốc của nhà họ Trương này à? Một bình thuốc mà thôi, không làm được trò trống gì đâu. Nếu không nhờ cảnh giới cao hơn đối thủ thì e là đã bại trận từ sớm rồi. Bạch Chiến Sinh lướt nhìn Trương Lăng Phong, khinh thường nói. Ông Bạch nghĩ thế thật sao? Nhưng tôi lại nghĩ hắn rất có tiềm năng đấy, Tiêu Chính Văn thờ ơ đáp lại Bạch Chiến Sinh. Tiềm năng, nghe anh nói thế Bạch Chiến Sinh không khỏi cười nhạo, cậu Tiêu à, lẽ nào trong mắt cậu, một người dựa vào đan dược mới có thể đột phá cảnh giới nhân vương rất có tiềm năng sao? Mắt nhìn của cậu Tiêu rất đặc biệt đấy, xin thứ cho tôi mắt mù, Bạch Chiến Sinh không hề có ý che giấu ý chế giễu Tiêu Chính Văn của mình, cười mỉa nói. Bạch Chiến Sinh nghĩ nếu Trương Lăng Phong không có đan dược của nhà họ Trương thì đến bây giờ có thể vẫn còn là một con gà yếu ớt ở cảnh giới thiên thần, chẳng có tư cách lên sàn đấu. Hơn nữa từ lúc đầu, Trương Lăng Phong đã đánh nhau với đối thủ bằng cách thông thường nhất, điều này chỉ có thể chứng tỏ Trương Lăng Phong không đủ mạnh, không thể sử dụng hết tinh túy trong trận pháp tổ truyền của nhà họ Trương. Những người như thế chỉ là người vô dụng ở ngoài lãnh thổ thôi, mà sở dĩ Trương Lăng Phong xuất chúng như thế chỉ là vì trong thế tục không thể chọn ra người nào có thể so sánh được với hắn. Nói cách khác, thế tục thiếu nhân tài trầm trọng, thế nên Trương Lăng Phong mới có thể trở thành hạc trong bầy gà. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nhìn ra những chi tiết nhỏ trong từng chiêu của Trương Lăng Phong, rõ ràng Trương Lăng Phong đang do dự, hắn đã có nhận thức mới với trận pháp của nhà họ Trương nhưng những nhận thức này của hắn lại hoàn toàn ngược với truyền thừa của nhà họ Trương. Chính vì có suy nghĩ như thế nên Trương Lăng Phong mới chọn cách đánh thông thường nhất để đánh với đối phương. Lúc này Triệu Kế Hồng ngồi bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng nhìn ra chút chi tiết nhỏ trong đó, không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, Trương Lăng Phong tung ra một cú đấm với lực cực mạnh, thêm một thế tử trong gia tộc ngoài lãnh thổ nữa rơi xuống võ đài. Tiếp theo, Trương Lăng Phong sẽ đấu với Tiêu Linh Nhi của Học viện Cầm Sơn. Ngay lúc Trương Lăng Phong vừa định xoay người chắp tay chào mọi người, Bạch Chiến Sinh bỗng đứng lên cao giọng nói. Nghe đến cái tên Tiêu Linh Nhi, Trương Lăng Phong không khỏi sửng sốt, sau đó dường như cảm thấy hơi mất mát nhìn về một góc ở bên dưới. Lúc này một cô gái mặc đồ trắng đạp vào không khí bay lên võ đài. Nhìn thấy người phụ nữ này, không chỉ có Trương Lăng Phong mà ngay cả ông cụ Quý ở bên cạnh cũng sửng sốt. Người phụ nữ tên Tiêu Linh Nhi này chính là vợ chưa cưới trước kia của Trương Lăng Phong, bây giờ lại bị nhà họ Tiêu hủy hôn, hai người cũng đã trở thành kẻ thù. Đây rõ ràng là kết quả do các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ cố ý sắp xếp. Một mặt Tiêu Linh Nhi từng có mối lương duyên với Trương Lăng Phong, hơn nữa Tiêu Linh Nhi đích thân ra đấu với Trương Lăng Phong, sao hắn có thể mạnh tay được. Trận chiến này, Trương Lăng Phong chắc chắn sẽ bị trói chân trói tay, vô hình chung vừa bắt đầu hắn đã rơi vào thế yếu. Tiêu Linh Nhi nhẹ nhàng đáp xuống võ đài, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Trương Lăng Phong, anh không nên lộ mặt thế này, nếu anh tiếp tục lặng thầm như trước, có lẽ vẫn còn cơ hội đấy. Giọng Tiêu Linh Nhi lạnh như băng, không hề có chút cả xúc nào trong đó. Cô ta cũng biết rất rõ, sở dĩ Bạch Chiến Sinh sắp xếp cho cô ta ra trận là vì Trương Lăng Phong đã liên tiếp đánh bại mấy thế tử ngoài lãnh thổ rồi. Phải lấy lại được thể diện của cường giả ngoài lãnh thổ. Kết quả Trương Lăng Phong cũng không nghĩ cũng biết. Ngộ nhỡ Trương Lăng Phong lại đánh bại thêm 3 người nữa thì hắn có thể đứng trong top 10 đợt đấu này. Mặc dù trên danh nghĩa là trận đấu của võ tông, nhưng nhiều thế lực ngoài lãnh thổ không ai muốn nhìn thấy người thế tục lọt vào top 10. Nghĩa là trong trận đấu lần này, người thế tục cũng chiếm một vị trí,
điều này cứ như đang vả vào mặt các thế lực ngoài lãnh thổ họ vậy. Bạch Chiến Sinh cười mỉa nhìn Trương Lăng Phong rồi nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, không biết trận này Trương Lăng Phong mà nãy giờ cậu vẫn ưa thích sẽ có kết quả thế nào? Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt cười đáp lại Bạch Chiến Sinh, anh lười quan tâm đến hắn. Về công về tư, tôi thân là người thừa kế nhà họ Trương đều bắt buộc phải lên võ đài. Trương Lăng Phong vô cùng bình tĩnh nói. Trương Lăng Phong, lẽ nào anh vẫn chưa hiểu sao? Thế tục không bao giờ đấu lại các thế lực ngoài lãnh thổ, anh đúng là ngây thơ quá, nghĩ một mình anh có thể thay đổi được gì sao? Nói thật cho anh biết nhé, mọi chuyện đều là định thuật. Tiêu Linh Nhi chế giễu nói. Từ khi được học viện Cầm Sơn thu nhận, Tiêu Linh Nhi đã có được vô vàn tài nguyên, trong mấy năm ngắn ngủi đã từ cảnh giới thiên thần 3 sao đột phá đến cảnh giới nhân vương cấp 3. So với Trương Lăng Phong, cảnh giới của cô ta chân thực và vững chắc hơn. Định thuật, Trương Lăng Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, nếu là mấy năm trước thì tôi còn tin số mệnh, nhưng có sự xuất hiện của một người đã khiến tôi không còn tin vào số mệnh nữa. Cái gọi là định thuật chẳng qua chỉ là sự bày bố của vài người nào đó mà thôi, nếu đã là bẫy chắc chắn sẽ có người có thể phá được nó. Nói rồi Trương Lăng Phong ném áo dài rộng lớn ra ngoài, khí tức lại dâng lên nói, nhà họ Tiêu hủy hôn tôi sẽ không oán trách, nhưng Trương Lăng Phong tôi tuyệt đối không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Càng không cho phép người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm của nhà họ Trương. Nhà họ Tiêu hủy hôn không chỉ làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của Trương Lăng Phong, mà còn khiến danh tiếng của nhà họ Trương ở vùng ngoài lãnh thổ sa sút. Thậm chí nhiều thế gia nhỏ trước đây luôn ngẩng đầu ngước nhìn nhà họ Trương cũng đang chế nhạo họ. Nhiều thế tử từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại ân thầm chế giễu Trương Lăng Phong là kẻ vô dụng, không giữ nổi vợ. Thực ra, trước khi tổ tiên của nhà họ Trương giao thuốc bí ẩn cho Trương Lăng Phong, đã giải thích rõ ràng tất cả hậu quả rồi. Uống viên thuốc này có thể khiến Trương Lăng Phong nâng cao cảnh giới trong thời gian ngắn, nhưng về sau, hắn sẽ không thể tiến bộ hơn nữa. Bởi vì viên thuốc này tiêu hao chính tiềm lực của Trương Lăng Phong. Một người đã cạn kiệt tiềm năng thì không thể tiến bộ trên con đường võ đạo được nữa. Nhưng Trương Lăng Phong kiên quyết lựa chọn uống viên thuốc đó, vì nhà họ Trương, vì thế tục, đồng thời cũng vì danh tiếng của chính hắn, cho dù là mất mạng thì có sao chứ. Trương Lăng Phong vừa nói xong, bên dưới lập tức nổ ra tràng pháo tay như sấm, vô số thế hệ trẻ của võ tông đã giơ ngón cái tán dương Trương Lăng Phong. Đây mới là phong thái mà một thế tông ở giới thế tục phải có. Triệu Kế Hồng liếc nhìn hai người trên sân, quay sang nói với Bạch Chiến Sinh, ông Bạch, cô gái kia đến từ Cầm Sơn Thư Viện sao? Cầm Sơn Thư Viện ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng phía sau Cầm Sơn Thư Viện lại là Thiên Đạo Minh Ước. Vì vậy Cầm Sơn Thư Viện tuy nhỏ, nhưng cũng không thể coi thường. Cũng chính vì thân phận đặc biệt của Cầm Sơn Thư Viện, Triệu Kế Hồng mới hỏi như vậy. Đúng vậy, cô ta chính là người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Cầm Sơn Thư Viện. Tuy mới nhập môn trong thời gian ngắn, nhưng khả năng giác ngộ rất cao, được trưởng môn Cầm Sơn Thư Viện yêu quý. Ông Bạch vuốt râu, tự đắc nói. Xem ra ông Bạch thật sự có quan hệ sâu rộng. Triệu Kế Hồng nhìn Bạch Chiến Sinh đầy ẩn ý, sau đó nhìn về phía Tiêu Linh Nhi. Bạch Chiến Sinh cười khẩy, sau đó nói, chắc ông Triệu không biết, Tiêu Linh Nhi này có lai lịch rất lớn, đừng thấy cô ta nhập môn muộn mà coi thường, thật ra cô ta đã học được tuyệt kỹ do trưởng môn Cầm Sơn Thư Viện truyền lại. Trận pháp Hạo Như Yên Hải kia là một loại trận pháp vô cùng lợi hại trong thế hệ trẻ. Nghe vậy, Triệu Kế Hồng cũng hơi ngạc nhiên, quay đầu cẩn thận đánh giá Tiêu Linh Nhi. Chẳng trách Cầm Sơn Thư Viện phái cô ta xuất chiến. Nói xong, Triệu Kế Hồng lại quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, không biết cậu thấy thế nào? Trận này cậu vẫn tin tưởng Trương Lăng Phong sao? Tiêu Chính Văn thản nhiên cười nói, nếu Trương Lăng Phong dùng hết sức lực thì nhất định sẽ thắng. Nghe vậy, Triệu Kế Hồng khẽ nhíu mày, chế nhạo, tôi thấy cậu Tiêu hiểu quá ít về Cầm Sơn Thư Viện. Mặc dù Cầm Sơn Thư Viện không phải là tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng được Thiên Đạo Minh Ước che chở, Hạo Như Yên Hải cũng là một loại trận pháp cực kỳ tinh xảo. Trong số trận pháp của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, chắc chắn không có trận pháp nào lợi hại hơn. Hơn nữa, e rằng Trương Lăng Phong còn chưa học được chút trận pháp nào của nhà họ Trương, sao có thể là đối thủ của Tiêu Linh Nhi được. Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, không thèm để ý đến ông ta, mà quay đầu nhìn về phía võ đài.
Lúc này, Trương Lăng Phong cũng không còn chút dè dặt nào nữa, Tiêu Linh Nhi quả thực có thể coi là đối thủ mạnh nhất trong số những người hắn gặp hôm nay. Chính vì hiểu rõ Tiêu Linh Nhi, cho nên Trương Lăng Phong càng trở nên thận trọng. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng sáng trắng tỏa ra bốn phía, trên bầu trời mây rông đột nhiên bao phủ, khí tức dâng trào, cả biển mây phía xa cũng bị liên lụy, mịt mù khắp nơi. Mà Tiêu Linh Nhi cũng không chịu yếu thế, khí tức đột nhiên tăng lên mấy lần, một luồng ánh sáng tím đột nhiên bao quanh lấy cơ thể cô ta. Tiêu Linh Nhi vừa ra tay, đã sử dụng trận pháp Hạo Như Yên Hải, xem ra trận chiến này rất đáng xem. Khổng Hữu Bang nhìn Trương Lăng Phong và Tiêu Linh Nhi trên võ đài với vẻ thích thú. Nếu chỉ dựa vào trận pháp để thắng thì chẳng phải quá nhàm chán sao, Khổng Vạn Thắng giễu cợt. Quả nhiên, ông ta vừa dứt lời. Tiêu Linh Nhi đã bước lên, nhìn chằm chằm vào Trương Lăng Phong nói, Trương Lăng Phong, tôi có lỗi với nhà họ Trương, cũng có lỗi với anh. Nhưng từ giờ phút này, nhà họ Trương đã khác xưa rồi. Anh không thể tiến vào đế vương các, cũng không được thiên đạo minh ước chấp nhận. Chúng ta không duyên không phận, cường giả chỉ có thể làm bạn với cường giả. Vì vậy, hôm nay sẽ là trận kết thúc của giữa chúng ta, hy vọng anh đừng oán hận tôi. Nói xong, một luồng gió tím cuốn lấy Trương Lăng Phong trong nháy mắt. Lời này của Tiêu Linh Nhi đã làm tổn hại đến lòng tự tôn của Trương Lăng Phong. Không chỉ một mình Trương Lăng Phong mà ngay cả nhà họ Trương đều bị cô ta chế giễu tàn nhẫn. Nhìn cảnh tượng trên khán đài, đám người từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại la hét inh ỏi. Nhìn thấy Trương Lăng Phong bị luồng gió tím kia cuốn chặt, Triệu Kế Hồng liên tục gật đầu, chà, không tồi. Không ngờ cô gái này lại có thể sử dụng trận pháp thần bí như Hạo Như Yên Hải một cách thành thạo đến vậy. Triệu Kế Hồng là cường giả cảnh giới nhân hoàng, có được lời khen ngợi của ông ta, bất cứ ai cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Tuy giọng ông ta không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai tất cả mọi người, vì vậy, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào Tiêu Linh Nhi. Luồng gió tím kia tuy rằng có vẻ yếu ớt như khói biển, nhưng thật ra là ẩn chứa sát khí, ngay cả tam tuyệt trận của nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng không thể chống lại nổi. Mà Trương Lăng Phong luôn ở giới thế tục, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc nhiều với những trận pháp bí ẩn, đây cũng là điều khiến Trương Lăng Phong thua cuộc. Mọi người nhìn cho kỹ đi, Tiêu Chính Văn đột nhiên nói với vẻ tự tin. Ngay khi luồng gió tím kia bắt đầu từ từ thắt lại, ép chặt Trương Lăng Phong, trên mặt Trương Lăng Phong đột nhiên xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Tông môn ở vùng ngoài lãnh thổ, thiên đạo minh ước thì tài giỏi lắm sao? Nhà họ Trương tôi ở Hoa Quốc mấy nghìn năm, cho dù không có sự hỗ trợ của các môn phái khác ở vùng ngoài lãnh thổ thì có sao chứ? Giọng nói chân thực của Trương Lăng Phong truyền vào tai mọi người trong nháy mắt. Lúc này, ngay cả Triệu Kế Hồng đang ngồi bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng sững sờ. Tiểu bối nhà họ Trương sao lại dám coi thường cả vùng ngoài lãnh thổ như vậy? Dầm, lúc này, một luồng gió tím trong hư không, diễn hóa ra một thanh thiên đao trăm trượng, phóng thẳng xuống đỉnh đầu Trương Lăng Phong. Sấm sét, Trương Lăng Phong một tay chỉ lên trời, một tia chớp liền phóng ra. Xẹt, một tiếng động lớn vang lên. Thiên đao màu tím biến thành một đám khói trắng rồi biến mất. Cái gì, lúc này, đừng nói là người vây xem, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng kinh ngạc đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi Trương Lăng Phong chỉ tay lên trời, triệu hồi sấm sét, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng cảm nhận được sự thay đổi của trời đất. Trương Lăng Phong mới đạt cảnh giới nhân vương cấp 3, vậy mà đã có thể kết nối với trời đất, sử dụng sấm sét để diễn hóa uy lực của trời đất. Tiêu Linh Nhi vô cùng kinh ngạc, cô ta không thể ngờ Trương Lăng Phong có thể hóa giải đòn tấn công của mình trong chốc lát. Trương Lăng Phong, đây mới chỉ là bắt đầu, để xem anh có thể tiếp chiêu thứ hai của tôi không. Tiêu Linh Nhi nói xong, lại giơ tay lên, vài luồng khí tím giống như lưỡi kiếm phóng thẳng vào mặt và các huyệt trước ngực Trương Lăng Phong. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa các trận pháp ở vùng ngoài lãnh thổ và các trận pháp trong giới thế tục. Ở vùng ngoài lãnh thổ, dường như ngày nào cũng phải đối mặt với thử thách sinh tử, vì vậy, tất cả trận pháp đều có tính công kích hung hãn. Nhưng Trương Lăng Phong lại không hề hoảng sợ, lập tức chỉ lên trời, lớn tiếng quát, sấm sét. Đại địa như sơn, trong chốc lát, trên bầu trời sấm vang chớp giật, mặt đất dưới chân Tiêu Linh Nhi đột nhiên nổi bật nứt, như mũi thương xuyên qua, đâm thẳng về phía bụng dưới Tiêu Linh Nhi. Tôi từng chứng minh danh tiếng của nhà họ Trương.
hôm nay, tôi sẽ cho cô lĩnh giáo trận pháp ngàn năm của nhà họ Trương. Trương Lăng Phong tiến lên một bước, lúc này, Tiêu Linh Nhi nào còn sức đánh trả. Đạo lôi lình kia đã hóa giải vài luồng khí tím trong chốc lát, hơn nữa còn đâm vào bụng dưới của Tiêu Linh Nhi mà không giảm đi khí thế. Bây giờ tôi muốn hỏi lại những cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ kia. Người trong giới thế tục tôi kém các người sao? Giới thế tục mới là mới sản sinh ra tất cả pháp bảo, cũng là quê dương của Long tộc. Chỉ có giới thế tục mới có thể kế thừa di tích Long tộc. Cao thủ thế tử ở vùng ngoài lãnh thổ các người không có năng lực đánh trả trước mặt tôi. Giọng nói của Trương Lăng Phong chấn động bầu trời, từng chữ vang vọng cả bầu trời như tiếng sấm. Hỗn láo, Bạch Chiến Sinh đột nhiên đập bàn bật dậy, tức giận nói với Trương Lăng Phong. Lúc này không chỉ có Bạch Chiến Sinh mặt mày tái xanh mà trên gương mặt của không ít con cháu của các gia tộc ngoài lãnh thổ hiện lên vẻ tức giận. Không ai ngờ được Trương Lăng Phong lại có thể đánh bại đệ tử xuất sắc của Cầm Sơn Thư Viện Tiêu Linh Nhi chỉ trong tích tắc. Dù sao địa vị của Cầm Sơn Thư Viện vô cùng đặc biệt, đó là một trong các võ tông đại diện cho thiên đạo minh ước. Hơn nữa Trương Lăng Phong còn chứng minh cho mọi người thấy tố chất của người trong thế tục tuyệt đối không thua kém gì thế tử ngoài lãnh thổ, ngược lại còn cao hơn. Ngay cả khi Hứa Văn Long nghe xong mấy lời đó của Trương Lăng Phong cũng không khỏi sửng sốt. Dù sao trước khi vào đế vương các, Hứa Văn Long cũng từng cực nhọc cầu xin gia nhập vào thiên đạo minh ước, nhưng tiếc là lãnh đạo cấp cao của thiên đạo minh ước không vừa ý tố chất của hắn nên từ chối thẳng thừng. Mà Tiêu Linh Nhi được thiên đạo minh ước thu nhận và công nhận thực lực lịa bị Trương Lăng Phong đánh bại bằng cách gần như chèn ép hết mức, điều này như thể đánh một bạt tai thật đau vào hắn. Sắc mặt của mấy đại diện đế vương các và mấy người thiên đạo minh ước cử đến thế tục trông còn khó coi hơn cả hắn. Dù sao lúc đầu họ còn chê bai tố chất của Trương Lăng Phong quá kém, thẳng thừng từ chối cụ tổ nhà họ Trương. Nhưng giờ thì sao, một người trong giới trẻ trước giờ họ luôn vừa ý lại không phải là đối thủ của Trương Lăng Phong. Cậu lại có thể điều phối khí của đất trời này, đây chắc không phải là bản lĩnh của cậu đấy chứ, lúc này Bạch Chiến Sinh phẫn uất hỏi. Điều phối sử dụng khí của đất trời, phương trời này vốn dĩ cùng chung nguồn cội với chúng ta. Còn cần người khác nhúng tay vào sao? Chỉ cần lay động trời đất bằng tâm niệm, chèn ép bốn phía bằng ý niệm, đây mới là tinh túy của trận pháp, rất khó để hiểu được sao? Có phải trong mắt các ông, hòa chung với đất trời này là chuyện khó như lên trời không? Trương Lăng Phong cười mỉa đáp. Hắn vừa nói thế, những người có mặt ở đó đều sửng sốt. Đúng là đám thế tử bọn họ muốn điều phối sử dụng khí trời đất, hay nói đúng hơn là dung nhập với trời đất thật sự rất khó. Ít nhất trước khi họ chưa đột phá cảnh giới cao hơn thì không dám nghĩ đến chuyện đó. Mà trong đám đông cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn vẫn rất bình tĩnh. Thật ra Tiêu Chính Văn đã quá quen thuộc với những gì Trương Lăng Phong lĩnh hội được, nếu không anh cũng không thể nghịch thiên đến giờ này. Cảm nhận trời đất, dung chuyển trời đất, cuối cùng là hợp nhất với trời đất, thật ra đây chính là cảnh giới hợp nhất thiên nhiên với con người mà các cao thủ võ thuật ở thời xưa vẫn luôn nhắc đến. Theo ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, ở thời kỳ xa xưa, không cần phải đạt đến cảnh giới nhân vương, thậm chí cao thủ cảnh giới thiên thần có thể làm được điều này rồi. Nhưng thời gian trôi qua cộng với vài bí mật bị người khác cố ý che giấu, thế nên đến các thế hệ sau, ngay cả việc dung hợp với thiên nhiên cũng là việc khó như lên trời với các võ giả. Mặc dù Tiêu Chính Văn nghĩ mấy đạo lý này cực kỳ đơn giản, dù sao anh cũng có Thiên Sơn Thiên Lục gia truyền. Còn với Trương Lăng Phong thì lại có sự vượt bậc về chất trong việc lĩnh hội. Chính bởi vì Tiêu Chính Văn đã thông thuộc đạo lý này từ sớm nên mới nhìn ra những chi tiết nhỏ trên người Trương Lăng Phong, càng dám nói thẳng Trương Lăng Phong chắc chắn sẽ thắng trận đấu này. Vì đó rõ ràng là trận đấu giữa hai cấp bậc khác nhau, Tiêu Linh Nhi cứ như một mình đối đầu với trời đất này vậy, cô ta làm sao có thể thắng được chứ? Nhưng Trương Lăng Phong lại đánh bại đệ tử cốt cán được thế lực của thiên đạo minh ước dốc sức đào tạo, cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ lời nói dối hàng ngàn năm nay người ngoài lãnh thổ có tố chất hơn người được lưu truyền này. Có thể nói điều này cứ như giáng một bạt tai thật vang, thật đau vào tất cả thế lực ngoài lãnh thổ. Quan trọng nhất là ngay cả bản thân Tiêu Linh Nhi cũng đã nói Trương Lăng Phong chưa từng nhận được sự truyền thừa ở ngoài lãnh thổ, cả đời đều sống ở thế tục. Vậy chứng tỏ xét về mặt nào đó đã chứng minh những lời Trương Lăng Phong vừa nói. Lúc này ngay cả mặt Triệu Kế Hồng cũng hơi bỏng rát. Đây rõ ràng là đang làm khó các cao thủ ngoài lãnh thổ. Cậu,
hai tay Bạch Chiến Sinh run rẩy chỉ vào Trương Lăng Phong, hồi lâu cũng không thể thốt ra được một chữ. Sao nào, lẽ nào các ông còn đợi đến lúc Tiêu Linh Nhi chết thảm trên võ đài mới chịu tuyên bố kết quả sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhắc nhở. Nghe thế, mặt mũi Bạch Chiến Sinh càng đỏ bừng. Nếu bảo ông ta tuyên bố Trương Lăng Phong đã thắng cuộc quả thật còn khó chịu hơn cả giết ông ta. Nhưng nếu cứ kéo dài như thế, rất có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng như Tiêu Chính Văn nói, ngộ nhớ Tiêu Linh Nhi chết thảm trên võ đài, họ sẽ mất sạch thể diện. Trương Lăng Phong thực lực cao cường hơn, trận này Trương Lăng Phong thắng. Bạch Chiến Sinh như nghiến chặt răng nói ra một chữ cuối cùng. Ông Khổng, chỉ bằng để tôi ra trận tiêu diệt uy phong của hắn, Hứa Văn Long quay sang nhìn Khổng Vạn Thắng bên cạnh. Nếu lại để Trương Lăng Phong thắng 3 trận nữa thì hắn có thể sẽ tiến vào trong top 10 người mạnh nhất. Đến lúc đó tình thế mà các thế lực ngoài lãnh thổ tốn công bày ra hoàn toàn mất tác dụng. Lúc này hắn chủ động mời đánh, một phần là vì muốn chứng minh thực lực của mình cho mọi người biết, mặt khác cũng không muốn nhìn thấy Trương Lăng Phong đại diện thế tục bước chân vào top 10. Chỉ cần đánh bại được Trương Lăng Phong thì Hứa Văn Long không chỉ giành được vị trí đầu bảng mà còn trở thành tiêu điểm chú ý của các thế lực ngoài lãnh thổ, như thế sẽ mang đến rất nhiều lợi ích với tương lai của hắn. Khổng Vạn Thắng trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ gật đầu nói, được rồi, nhất định phải cẩn thận, không được sơ suất. Nói rồi Khổng Vạn Thắng vứt một tờ giấy ra nhanh như chớp đã bay đến trong tay Bạch Chiến Sinh. Bạch Chiến Sinh cúi đầu xuống đọc, sau đó nhíu mày nhìn Hứa Văn Long. Thật ra để Tiêu Linh Nhi lên võ đài đánh với Trương Lăng Phong lúc nãy đã không ổn lắm, nếu lại để Hứa Văn Long cao hơn Trương Lăng Phong một bậc cảnh giới đánh với hắn thì đồng nghĩa với việc rõ ràng đang chèn ép thế tục. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngông cuồng vừa rồi của Trương Lăng Phong, Bạch Chiến Sinh lại thầm cân nhắc. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng tung hoành xuất thế đã khiến các cường giả quay về từ ngoài lãnh thổ họ mất mặt mặt mũi rồi, nếu thêm một Trương Lăng Phong nữa. Thì không cần nghĩ cũng biết danh tiếng của thế tục ở ngoài lãnh thổ sẽ như thế nào. Cách tốt nhất hiện giờ là mượn dao giết người, mượn tay Hứa Văn Long để tiêu diệt Trương Lăng Phong, cùng lắm là đổ lỗi cho một chiêu của Hứa Văn Long đã giết hắn, cho dù người trong thế tục có bất mãn gì cũng không có chỗ chút giận. Nghĩ đến đây, Bạch Chiến Sinh nghiến răng tiến đến phía trước, cao giọng nói, trận tiếp theo, Trương Lăng Phong của nhà họ Trương Thiên Sơn sẽ đấu với Hứa Văn Long của nhà họ Khổng Tỉnh Nam. Gì cơ, lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Bạch Chiến Sinh. Hứa Văn Long là cảnh giới nhân vương cấp 4 đấy, theo lý thì trận đấu này chỉ có những người cùng cảnh giới đánh với nhau, không cho phép khiêu chiến vượt cảnh giới. Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Bạch Chiến Sinh nở nụ cười khinh bỉ, không lên tiếng ngăn cản, chỉ nhìn Trương Lăng Phong, cho hắn một sự khẳng định. Trương Lăng Phong vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ kinh ngạc, Hứa Văn Long đã nhanh chóng đến gần Trương Lăng Phong. Sau đó vung một quả đấm lên đánh vào ngực Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong chỉ lùi về sau mấy bước theo bản năng rồi né được một đòn này của Hứa Văn Long. Cùng lúc đó, mặt đất trên võ đài lại bị cú đấm của Hứa Văn Long làm cho nứt toạc ra một đường dài mấy trăm mét. Trương Lăng Phong, đừng nương tay, để tôi học hỏi một chút tuyệt học của nhà họ Trương các người. Hứa Văn Long cười gằn nhìn Trương Lăng Phong, vẻ mặt hiện lên sự kiêu ngạo. Hứa Văn Long nghĩ cảnh giới của hắn cao hơn Trương Lăng Phong một bậc, chỉ cần hắn thận trọng một chút, Trương Lăng Phong sẽ không có chỗ đánh trả. Đối mặt với Hứa Văn Long từng bước ép sát, trán Trương Lăng Phong ướt đẫm mồ hôi. Dù sao cảnh giới của đối phương cũng cao hơn mình một bậc. Sấm chớp, sau khi hét lên một tiếng, Trương Lăng Phong chủ động tung ra đòn tấn công. Hừ, cái gì mà sấm với chớp, chẳng qua chỉ là chút bản lĩnh nhỏ. Mấy kỹ thuật thấp kém này mà cũng dám bày ra trước mặt tôi à? Chỉ thấy Hứa Văn Long vung tay lên, một tia sấm chớp đánh xuống bỗng chốc tan biến. Trương Lăng Phong rất kinh ngạc, cũng biết bản thân mình không có đường lui, chỉ cần cho đối phương có khoảng trống thì chắc chắn mình sẽ bị áp đảo. Thế nên không để Hứa Văn Long tấn công, Trương Lăng Phong đã liều mạng lao về phía Hứa Văn Long. Sao vậy, còn muốn đánh theo kiểu bình thường với tôi à? Anh mà cũng xứng. Hứa Văn Long chắp một tay sau lưng, nhấc chân lên đá một cú vào ngực Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong không chút phòng bị Hứa Văn Long tung ra một cú đấm trúng ngực, cơ thể bay ngược ra xa mấy trăm mét, nặng nề ngã xuống đất. Không đợi Trương Lăng Phong bò từ dưới đất lên, chỉ thấy Hứa Văn Long tiến lên trước một bước,
chỉ trong nháy mắt đã tới ngay trước Trương Lăng Phong, giơ tay túm lấy cổ hắn, lại ấn mạnh xuống đất thêm lần nữa. Nhìn Trương Lăng Phong khổ sở vùng vẫy nhưng căn bản chẳng thể cử động được, Hứa Văn Long đắc ý cười lạnh lùng một tiếng. Đừng nói tôi cao hơn một bậc cảnh giới, dù tôi có ở cùng bậc cảnh giới với anh, dựa vào thể chất của người trong thế tục mấy người cũng tuyệt đối không thể đánh bại được tôi với mấy trò đánh giáp lá cà. Người của vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi, có ai không từng chinh chiến hàng trăm trận đấu, có ai là không xuất thân cao quý. Ở trong mắt chúng tôi, mấy người vĩnh viễn đều chỉ như con kiến. Tôi khuyên anh một câu, tốt nhất đừng vùng vẫy trong vô vọng nữa, nếu không thì anh sẽ chết thảm hơn mà thôi. Vào khoảnh khắc gương mặt của Hứa Văn Long ngập tràn vẻ đắc ý, trong mắt Tiêu Chính Văn cũng lóe lên một tia sáng. Cùng lúc này, khắp người Trương Lăng Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng, cùng với đó là một lực kéo vô cùng mạnh mẽ. Trong cỗ sức mạnh này ẩn chứa khí lực đất trời. Ở trong mắt mọi người, ngoại trừ Tiêu Chính Văn ra, gần như tất cả mọi người đều chưa thể nhận ra được sự biến hóa này của Trương Lăng Phong. Người ở vùng ngoài lãnh thổ thì rất ghê gớm sao? Tôi thấy chưa chắc, cùng với một tiếng gầm phẫn nộ của Trương Lăng Phong, gần như tất cả hung thú ẩn nấp trong cơ thể hắn đều được đánh thức ngay tức khắc. Mà cơ thể của Trương Lăng Phong cũng phát sinh sự biến hóa rất nhỏ, làn da vốn trắng nõn lại biến thành màu đồng cổ chỉ trong nháy mắt. Mà cơ thể của Trương Lăng Phong cũng bị Hứa Văn Long ép chặt trên mặt đất, vậy nên mọi người xung quanh đều không chú ý tới chi tiết nhỏ này. Mọi người càng chú ý tới việc Trương Lăng Phong có thể đứng dậy thêm lần nữa hay không. Hoặc là nói, vận mệnh của Trương Lăng Phong cũng sẽ dừng lại ở đây. Mấy người Bạch Chiến Sinh cười lạnh lùng chờ đợi Trương Lăng Phong bị Hứa Văn Long giết chết. Chỉ cần Trương Lăng Phong chết đi, vậy thì kế hoạch của bọn họ vẫn có thể tiến hành từng bước. Dù gì trong trận đấu lần này, Hứa Văn Long cũng đã được nội bộ đoán định sẵn là số một rồi. Chỉ cần những thế tử ở cảnh giới nhân vương cấp 5 kia không xuống sàn thi đấu thì sẽ chẳng có ai lay chuyển được địa vị của Hứa Văn Long. Thế nhưng trước lúc đó, các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đã đạt được sự nhất trí, cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 nhiều nhất chỉ có thể quan sát trận chiến chứ không thể tham gia. Điều này chủ yếu là để đề phòng Tiêu Chính Văn sẽ đột ngột ra tay, như vậy thì cục diện sẽ hoàn toàn không được kiểm soát. Lúc này, Hứa Văn Long lạnh lùng nhìn về phía Trương Lăng Phong bị bản thân áp chế đến mức không thể đánh trả, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu. Một chiêu đã bị ép cho không ngóc đầu lên nổi. Trương Lăng Phong còn có tư cách gì để ăn nói ngông cuồng ở nơi này cơ chứ? Thật sự coi bản thân là kiểu nhân vật giống như Tiêu Chính Văn hay sao? Thật ra dù là Tiêu Chính Văn thì Hứa Văn Long cũng chưa buồn coi ra gì, với tốc độ tiến bộ hiện tại của hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể bỏ xa Tiêu Chính Văn ra phía sau lưng. Mà Trương Lăng Phong, e rằng ngay tới hoàng hôn ngày hôm nay cũng chẳng còn được nhìn thấy nữa. Nhà họ Trương quả thực từng xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng đã là chuyện từ mấy nghìn năm trước rồi, một trong số những hào kiệt thời đầu Hán năm đó Trương Lương cũng xuất thân từ nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Thậm chí sau này còn từng được phong làm đế sư, có thể thấy được thực lực của Trương Lương năm đó cường hãn tới độ nào. Ngay cả Hàn Tín nổi danh một thời cũng phải nể mặt Trương Lương vài phần, nếu không sau này Hàn Tín cũng sẽ không cam tâm bó tay chịu trói, chết thảm ở trong Thái Cực Cung. Thế nhưng gần như mọi người trong nhà họ Trương khi đó đều từng chinh chiến cả trăm trận, ai ai cũng là cường giả từng trải qua vô số khảo nghiệm đại chiến sinh tử, thậm chí đã có thể đại diện cho chiến lực đỉnh cao của cả một thời đại rồi. Mà nhà họ Trương hiện tại sao có thể so bì với nhà họ Trương của thời kỳ đó? Tôi thấy anh đang tự tìm đường chết, dám coi khinh cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi cũng không ngại tiễn anh đi một đoạn đường. Vừa nói dứt lời. Hứa Văn Long đột nhiên bừng bừng sát khí, trong mắt lộ ra vẻ hung hãn lúc này, thực lực ở cảnh giới nhân vương cấp 4 của Hứa Văn Long cũng bộc lộ ra toàn bộ, ngay cả không khí xung quanh người hắn cũng phát ra từng trận âm thanh hung bạo. Khí thế càng áp chế cả không gian, mạnh mẽ như một phán quan có thể định đoạt sự sống chết của người khác. Cùng lúc Hứa Văn Long đang âm thầm đọ sức để ra tay giết Trương Lăng Phong, khí tức cả người Trương Lăng Phong cũng đột nhiên biến đổi, rõ ràng giống như biến thành người khác vậy. Chỉ thấy Trương Lăng Phong khi trước vẫn bị Hứa Văn Long ép chặt trên mặt đất đột nhiên một tay chống đất, cơ thể vụt dậy mạnh mẽ, thoát khỏi sự kiểm soát của Hứa Văn Long, cứ thế đứng thẳng lên trên mặt đất. Đối diện với khí tức khủng bố bao trùm cả không gian của Hứa Văn Long, trong mắt Trương Lăng Phong không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn bình tĩnh như thường,
thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười lạnh lùng đầy khinh thường. Vào khoảnh khắc Hứa Văn Long đang hết sức kinh ngạc, chỉ thấy Trương Lăng Phong đột nhiên giơ tay, một tay chỉ điểm, lạnh lùng hô lên một tiếng, hỏa chí. Trên bầu trời đột nhiên ngùn ngụt lửa đỏ, vô số hạt mưa lửa cứ thế từ trên trời rơi xuống. Cả ngọn núi chính thứ hai của Thiên Sơn đều bị bao vây trong ánh lửa. Hứa Văn Long lúc này cũng phát giác ra biến hóa dị thường, vội vàng tung nắm đấm đánh về phía Trương Lăng Phong. Dù gì Hứa Văn Long cũng từng chinh chiến cả trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu và năng lực ứng biến rất mạnh, hơn nữa lúc này đã là trận quyết đấu sinh tử, mỗi một đòn hắn tung ra đều mang theo khí tức khủng bố, dường như mỗi một chiều đều muốn dồn Trương Lăng Phong vào chỗ chết. Thế nhưng Trương Lăng Phong đứng ở vị trí cũ, đối diện với cú đấm thô bạo như thế của Hứa Văn Long lại tỏ ra hết sức bình thản. Chỉ thấy nắm đấm đó mạnh mẽ đánh thẳng lên trên lồng ngực của Trương Lăng Phong. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho mọi người đang có mặt đều hết sức kinh ngạc. Rõ ràng bị Hứa Văn Long đánh trúng một đòn rất mạnh, thế nhưng Trương Lăng Phong lại không hề nôn ra máu ngã lăn xuống đất như bọn họ nghĩ mà cơ thể lại hết sức uyển chuyển bay ngược ra sau. Giống như đang mượn sức mạnh trong cú đấm này của Hứa Văn Long để kéo ra một cự ly an toàn. Cùng lúc cơ thể bay ngược ra sau, Trương Lăng Phong một tay chỉ trời, một tay chỉ vào vị trí mà Hứa Văn Long đang đứng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Không gian định thân trận, Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt không khỏi lóe lên tia sáng. Xem ra tam tuyệt trận của Trương Lăng Phong quả thực có điều huyền diệu, Trương Lăng Phong mới vừa lĩnh hội được điều ảo diệu bên trong tam tuyệt trận đã có thể vận dụng trận pháp không gian thoải mái như thế, điều này đã có thể nói lên rất rõ vấn đề rồi. Nếu như lúc này không có những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ khác nhúng tay vào thì Hứa Văn Long chắc chắn sẽ bại trận. Giữa các trận pháp vốn dĩ chính là cùng kìm hãm và khắc chế. Giống như trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn có thể khắc chế tất cả trận pháp công kích, có tác dụng tuyệt chiêu bảo vệ bản thân, phản đòn đối phương. Mà trận pháp thời không càng khiến cho người ta già đi nhanh hơn, thậm chí còn trực tiếp hóa thành cát bụi. Mặc dù Hứa Văn Long có thực lực không tầm thường, thế nhưng lại không hề tinh thông trận pháp không gian. Vậy nên tiếp theo đây bất luận Trương Lăng Phong có ra tay thế nào thì đều sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Vút, vô số hạt mưa lửa dội thẳng xuống vị trí mà Hứa Văn Long đang đứng. Cùng lúc này, trên bầu trời giống như bị xé toang ra thành một cái hố lớn, rất nhiều tia lửa cứ thế không ngừng giáng xuống. Dù Hứa Văn Long có dồn toàn lực giải thuật, thế nhưng tới cuối cùng vẫn không thể trốn được đòn công kích mãnh liệt này của Trương Lăng Phong. Vô số tia lửa hình thành nên một mũi tên lửa cực lớn. Nháy mắt đã đâm thẳng lên trên lồng ngực của Hứa Văn Long, Hứa Văn Long vẫn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì đã phun ra một ngụm máu tươi. Khụ, sau khi Hứa Văn Long bị đánh bay ra xa mấy trăm mét thì ngửa mặt ngã lăn xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Bạch Chiến Sinh và Triệu Kế Hồng đều không khỏi ngẩn ra. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Khổng Vạn Thắng trên khán đài lúc này đã khó giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy từ trên ghế, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Văn Long. Cao thủ vùng ngoài lãnh thổ, đứng dậy đi, Trương Lăng Phong chắp một tay sau lưng, khẽ móc tay về phía Hứa Văn Long đang nằm trong vũng máu. Không đợi Hứa Văn Long đứng dậy, chỉ thấy Trương Lăng Phong sải bước tiến tới, ngay sau đó giơ chân lên đạp thẳng lên trên mặt Hứa Văn Long. Bộp, may là Hứa Văn Long tránh được kịp thời nên mới né được một cú đá của Trương Lăng Phong. Thế nhưng, mảnh đất mà hắn đang đứng bên trên khi trước lại xuất hiện một kẽ nứt sâu tận mấy mét. Phải biết rằng bên dưới võ đài này là lớp nham thạch Thiên Sơn còn cứng hơn cả kim cường cả mấy trăm lần. Trương Lăng Phong chỉ dựa vào sức mạnh xác thịt đã có thể khiến mặt đất nứt ra tận mấy mét, không khó để tưởng tượng, nếu như cú đạp chân này trúng lên trên mặt Hứa Văn Long thì sẽ có kết quả như thế nào? Anh không phải là cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Sao lại hộc máu thế kia? Hay là anh định nằm thắng? Trương Lăng Phong liếc mắt nở một nụ cười châm biếm nhìn Hứa Văn Long đang nằm trên mặt đất. Muốn chết à, Hứa Văn Long lập tức nổi điên, khí thế khắp người đột nhiên biến đổi, ánh lửa màu xanh lam xuất hiện trong mắt hắn. Nhìn thấy tia sáng xanh trong mắt Hứa Văn Long, Khổng Hữu Bang thầm nhủ không ổn rồi. Đây là một trong số trận pháp bí mật của nhà họ Khổng Tuyệt Thi Đại Trận. Nhưng Hứa Văn Long chỉ mới quy phục nhà họ Khổng được vài ngày. Dù hắn có tài giỏi hơn người, cũng không thể hoàn toàn lãnh hội được sự bí ẩn huyền diệu của Tuyệt Thi Đại Trận được. Tuyệt đối không thể, Khổng Vạn Thắng cũng vội đứng dậy hét lên.
Tuyệt thi đại trận là một trong những võ thuật bí mật của nhà họ Khổng, có uy lực vô song. Tên miền mới của bên mình chuyên 3.1, cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Nhưng tương tự như thế, nếu thực lực của người thi triển võ thuật chưa đủ hay điều khiển không đúng cách, thì lực phản đòn của nó cũng đủ biến người thi triển võ thuật hóa thành cho tàn. Hứa Văn Long sao có thể quan tâm nhiều như thế vào lúc này chứ? Có hàng vạn người ở hiện trường đã tận mắt chứng kiến hắn bị chà đạp trên mặt đất bởi một nhân vương cấp 3, chẳng lẽ hắn không cần thể diện? Lẽ ra Hứa Văn Long còn định lợi dụng cuộc thi đấu này để phô trương sức mạnh của mình trên võ đài, rửa mối nhục trước đó. Nhưng không thể ngờ rằng, hắn chẳng những không thể rửa lại nỗi nhục, mà ngược lại còn thêm nỗi nhục mới, hơn nữa thiếu chút còn bị người mà hắn xem thường nhất hậu bối của thế tục nhà họ Trương dẫm lên mặt mình. Điều khiến hắn không thể chịu nổi nhất là ở trước mặt nhiều cô gái nhà giàu của vùng ngoài lãnh thổ như vậy, mà vừa rồi hắn đã lăn lộn dưới mặt đất để tránh đòn đối diện của Trương Lăng Phong. Nỗi nhục của cú lăn lộn đó còn hơn cả sự khinh miệt và giễu cợt của Tiêu Chính Văn đối với hắn lúc đầu. Làm sao Hứa Văn Long có thể chịu đựng được cơn tức giận này? Cho dù có tan xương nát thịt, cũng phải chút giận. Lúc này, Hứa Văn Long đành sử dụng tuyệt thi đại trận của nhà họ Khổng, định giết Trương Lăng Phong bằng một đòn. Nhưng cùng với lúc những tia sáng xanh rơi xuống, thì Hứa Văn Long bỗng phun một ngụm máu tươi. Hơn nữa có một tia sáng xanh yếu ớt lại đột nhiên phóng thẳng vào Hứa Văn Long, Hứa Văn Long không khỏi tái mặt vì kinh sợ, vội giơ tay lên chặn lại. Kết quả, cùng với tiếng xé nát vang lên, trên cánh tay của Hứa Văn Long cũng xuất hiện một lỗ to sâu đến tận xương. Máu phun ra ngay lập tức, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn ở trên khán đài không khỏi khẽ lắc đầu. Trước mắt đã là cuộc chiến sinh tử, Trương Lăng Phong làm sao có thể để hắn có cơ hội từ từ phát huy tuyệt thi đại trận gì chứ? Cuộc quyết đấu sinh tử, cho dù là một tia hơi thở cũng liên quan đến sự sống chết của chính mình. Cho dù là Trương Lăng Phong cũng hiểu được đạo lý dễ hiểu thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn. Hứa Văn Long còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Lăng Phong đã bước đến trước mặt Hứa Văn Long. Bùm, Trương Lăng Phong tung ra một cú đá trúng bụng dưới của Hứa Văn Long, cú đá này của hắn vô cùng mạnh, đá bay Hứa Văn Long lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất, nảy lên mấy lần rồi cuối cùng mới đáp đất. Chân lý đơn giản, thường thường chiêu thức hiệu quả nhất cũng chính là chiêu thức trực tiếp nhất. Mỗi chiêu thức của Trương Lăng Phong lúc này đều không có gì là hoa mỹ cả, đơn giản và trực tiếp. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Chính Văn có thể đưa đối thủ của mình đi vào chỗ chết chỉ bằng một cú đấm và một nhát kiếm. Dẫu sao sức mạnh trời đất cũng được mà chân khí nguyên khí cũng được, những vật chất này thực ra luôn trôi nổi giữa đất trời và đã hòa vào một thể với thế giới này. Muốn vận dụng thoải mái thì cách tốt nhất là điều động trực tiếp mà hiệu quả. Hứa Văn Long gắng gượng chống tay trên mặt đất rồi bò dậy, còn chưa kịp đứng vững thì cú đấm của Trương Lăng Phong lại giáng vào mặt. Bốp, trong lúc cực kỳ lúng túng, Hứa Văn Long không còn cách nào khác đành phải nhận một cú đấm nặng nề từ Trương Lăng Phong. Hứa Văn Long vốn đã bị thương nặng, lúc này lại phải hứng cú đấm của Trương Lăng Phong, không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu. Thân hình hắn bay nhào ngược, nhưng khi cơ thể hắn còn chưa chạm đất, Trương Lăng Phong lại bước ra. Tung một cú đấm vào không trung, từ trên xuống dưới đánh thẳng vào bụng dưới của Hứa Văn Long. Cú đấm này thậm chí còn mang đến tiếng gió xé trời, năng lượng vô song, nhanh như tia chớp. Vào lúc này, Trương Lăng Phong gần như đã phát huy bốn chữ, chân lý đơn giản, đến mức tối đa. Hứa Văn Long, danh tiếng của nhà họ Khổng không thể bị bôi nhọ được. Đúng lúc này, giọng nói của Khổng Vạn Thắng đột nhiên truyền vào tai Hứa Văn Long. Mặc dù Hứa Văn Long đang ở giữa không trung, nhưng hắn vẫn vô thức nhìn về phía Khổng Vạn Thắng. Bấy giờ, Trương Lăng Phong đã phát huy sự truyền thừa của nhà họ Trương đến mức tối đa. Muốn thắng được Trương Lăng Phong đâu có dễ. Mặc dù về cảnh giới, Hứa Văn Long đã vượt qua Trương Lăng Phong một bậc, cộng thêm tư chất bẩm sinh hơn người của mình, đáng lẽ hắn phải là nhân vật tâm điểm trong nhóm người này. Thật tiếc là người hắn gặp phải là Trương Lăng Phong, người cũng giống như Tiêu Chính Văn, đã ngộ ra đạo lý của đất trời. Mặc dù sự cảm nhận và lĩnh ngộ của Trương Lăng Phong không thể so với Tiêu Chính Văn, nhưng tầm mắt nhìn nhận sự vật của hắn đã sớm không phải ở tầng cấp mà Hứa Văn Long có thể so sánh. Cho dù cảnh giới của hắn mạnh hơn thì sao chứ? Cảm nhận và lĩnh ngộ của hai bên có khoảng cách rất lớn, thậm chí có sự khác biệt thế hệ. Vì thế,
Trương Lăng Phong chỉ cần đánh ra cú đấm này, Hứa Văn Long chắc chắn sẽ chết. Chỉ là vào lúc này, Hứa Văn Long đột nhiên bỏ vào miệng một viên thuốc màu tím, cùng lúc đó, vết thương trên người hắn liền lành lại trong nháy mắt. Hơn nữa khí tức của cơ thể cũng được nâng lên. Cùng với một luồng khí màu tím lóe lên giữa các ngón tay của Hứa Văn Long, giống như vùng đất trời này hoàn toàn không ăn khớp với Trương Lăng Phong. Nắm đấm đang giơ lên của Trương Lăng Phong rõ ràng đã bị một lực vô hình nắm chặn lại. Một nụ cười thâm hiểm thoáng qua trên khuôn mặt Hứa Văn Long. Cho dù mày có là Trương Lương hồi sinh thì hôm nay cũng phải chết. Lúc hắn nói, một lực đạo mạnh mẽ vô song đánh Trương Lăng Phong bay thẳng ra ngoài. Cú đánh này nhìn có vẻ bình thường nhưng lại mang theo sức mạnh nguyên khí. Ngay cả Tiêu Chính Văn đang ở trên khán đài cũng buộc phải nhíu mày, lực đạo đó chắc chắn không phải là của Hứa Văn Long. Nhìn thấy Trương Lăng Phong bị đánh đến máu me tung tóe, lúc này Bạch Chiến Sinh và Triệu Kế Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Văn Long chính là con át chủ bài cuối cùng của bọn họ, nếu ngay cả Hứa Văn Long cũng bại dưới tay Trương Lăng Phong thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cũng không thể để cho các thế tử nhân vương cấp 5 đích thân xuống đài mà đúng không? Phá vỡ quy tắc mà chính mình đã định ra trước hàng ngàn người trong thế giới tục, sẽ khiến mặt mũi của bọn họ còn có thể chui vào đâu. Khổng Hữu Bang và Khổng Vạn Thắng nhìn thấy Trương Lăng Phong nôn ra máu và ngã xuống đất, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xấu xa. Kết quả cuộc đấu lần này có thể nói là đã được ba bên là nhà họ Khổng bọn họ, Đế Vương Các và Thiên Đạo Minh ước định sẵn rồi. Cuối cùng nhà họ Khổng nhất định phải đoạt được vòng nguyệt quế một cách vinh quang. Bằng cách này, thanh thế của các thế gia lớn ngoài vùng lãnh thổ sẽ càng lớn mạnh. Vì vậy, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho Trương Lăng Phong một con kiến trong thế giới tục này, đạt được thành tựu xuất sắc, phá hỏng việc tốt của bọn họ. Đó là lý do vừa rồi Khổng Vạn Thắng đột nhiên truyền âm tới Hứa Văn Long, nhắc nhở hắn vẫn còn vũ khí sát thủ cuối cùng, cũng chính là viên thuốc kia. Tuy nó chỉ có thể khiến Hứa Văn Long sử dụng sức mạnh nguyên khí trong thời gian ngắn, nhưng cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng đủ để hắn đánh bại Trương Lăng Phong. Dừng tay, cuộc đấu võ đến đây đã rõ. Hiện tại thắng bại đã định, không cần đả thương đến tính mạng của cậu Trương. Ở bên cạnh, Triệu Kế Hồng cũng đã nhìn ra manh mối, vội vàng đứng lên và lớn tiếng thông báo với khán giả dưới khán đài. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Viên thuốc kia của Hứa Văn Long chỉ có thể khiến hắn phát huy sức mạnh nguyên khi một lần, nếu còn đấu tiếp, hắn chắc chắn sẽ thua cuộc. Cùng lúc đó, khí tức của mấy chục người nhân vương cấp 5 lập tức khóa chặt Trương Lăng Phong, đừng nói đến việc đứng lên đánh trả, Trương Lăng Phong lúc này đã bị áp chế đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Tuy rằng thực lực của Trương Lăng Phong không tốt, nhưng lĩnh hội của cậu ta có thể chấp nhận được, cũng có thể coi như là nhân tài có thể bồi dưỡng, tôi sẽ mở phát hồng ân. Thu nhận cậu ta làm đệ tử. Triệu Kế Hồng vừa nói vừa nhìn xuống Trương Lăng Phong đang bị đè đến quỳ phịch dưới đất, nói với vẻ oai phong lẫm liệt. Thật ra đây chỉ là lời nói tốt đẹp của ông ta mà thôi, vừa rồi Trương Lăng Phong phá vỡ hư không, phá tan trận pháp thiên hỏa, khiến Triệu Kế Hồng cảm thấy có chút ghen tị. Triệu Kế Hồng cũng không giỏi trận pháp không gian, vừa hay có thể nhân cơ hội này ép Trương Lăng Phong về Tung Sơn rồi thẩm vấn hắn. Ép hắn nói ra những sâu xa huyền bí trong đó. Ông Bạch, thông báo kết quả cuộc thi này đi, Triệu Kế Hồng liếc nhìn Bạch Chiến Sinh bên cạnh, sau đó ngồi trở lại vị trí ban đầu. Không đúng, vừa rồi chúng tôi rõ ràng nhìn thấy Hứa Văn Long gian lận. Sau khi nuốt một viên thuốc trong tay, thực lực của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, trước khi thi đấu, theo quy định do chính các ông đặt ra, không ai được phép uống thuốc để tăng cường thực lực. Các ông vô liêm sỉ đến vậy sao? Lúc này, không chỉ mọi người của nhà họ Trương, mà rất nhiều môn chủ tông chủ của võ tông đều đứng lên mắng chửi. Đối mặt với lời chất vấn của mọi người dưới khán đài, Triệu Kế Hồng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, mà bộc phát uy áp của cảnh giới nhân hoàng, đồng thời, trong mắt cũng tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói, ông Bạch, tuyên bố kết quả đi. Nếu ai còn nghi ngờ về vấn đề này, có thể đến Tung Sơn tìm và đối chất với tôi. Triệu Kế Hồng lạnh lùng uy hiếp, tên miền mới của bên mình chuyên 3.1. Cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Nghe vậy, tất cả mọi người dưới khán đài đều lộ ra vẻ tức giận, dù sao Triệu Kế Hồng cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, đừng nói là đối chất với ông ta,
ông ta chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể biến hầu hết những người có mặt ở đây thành tro bụi. Vì vậy, đa số mọi người đều tức giận nhưng không dám lên tiếng. Bạch Chiến Sinh thấy mọi người trở lại vị trí ban đầu, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, tiến lên một bước nói, tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người. Dù sao thực lực của Trương Lăng Phong cũng không tệ, lại là người đứng đầu trong giới thế tục. Nhưng hiện tại thắng thua đã định, mọi người không nên quá bận tâm nữa. Hơn nữa, trưởng giáo Triệu đã đồng ý nhận cậu ta làm đồ đệ rồi, đây hẳn là chuyện tốt đối với cậu chủ Trương. Mọi người nghĩ có đúng không? Nói đến đây, Bạch Chiến Sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, trịnh trọng nói, tôi xin tuyên bố, trận này Hứa Văn Long thắng. Ngay lúc Bạch Chiến Sinh và Triệu Kế Hồng nhìn nhau cười, thầm đắc ý thì một giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe xem. Tiêu Chính Văn nhìn Bạch Chiến Sinh với vẻ vô cảm, lạnh lùng nói. Cậu Tiêu, cậu, Bạch Chiến Sinh sững sờ. Tôi bảo ông nói lại lần nữa, Tiêu Chính Văn tức giận gầm lên như sấm. Tiêu Chính Văn, lúc này, Triệu Kế Hồng chắp tay sau lưng, ánh mắt tràn ngập sát khí, hiển nhiên, ông ta rất muốn giết Tiêu Chính Văn. Ngay từ đầu, Triệu Kế Hồng đã muốn xé xác Tiêu Chính Văn thành ngàn mảnh để xua tan mối thù hận trong lòng. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại chủ động hiến mình trước họng súng của ông ta, vậy thì không thể trách ông ta được. Nghĩ vậy, Triệu Kế Hồng quay đầu nói với Bạch Chiến Sinh, ông Bạch, ông thông báo lại kết quả cho mọi người nghe đi, có một số người lãng tai chưa nghe rõ. Lúc này, không khí vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn ra được Triệu Kế Hồng và Tiêu Chính Văn đang đối đầu gay gắt. Theo lý mà nói, đây vốn là chuyện tiếng giữa nhà họ Trương ở Thiên Sơn và các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng thủ đoạn của Bạch Chiến Sinh và nhà họ Khổng quá hèn hạ, ngay cả người ngoài cuộc như Tiêu Chính Văn cũng không chịu nổi. Ngay từ đầu, các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đã cố ý chèn ép Trương Lăng Phong, có ý khiến những người giả trong cảnh giới nhân vương cấp 3 đều chống lại Trương Lăng Phong. Thủ đoạn này đã quá đáng lắm rồi, giờ bọn họ còn ngang nhiên phá vỡ quy tắc, nói dối trắng trợn. Tiêu Chính Văn sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ làm bừa được. Không phải cậu thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người đều sợ cậu đấy chứ, Tiêu Chính Văn. Bạch Chiến Sinh còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Kế Hồng đã chế nhạo, khí thế đột nhiên tăng cao. Vù, một cơn gió lốc thổi qua cả Thiên Sơn, trong chốc lát, tuyết rơi dày đặc, thời tiết thay đổi đột ngột. Một luồng khí tức mạnh lẽ từ cửu thiên đè xuống. Không chỉ đám người võ tông và ngay cả đám thế tử của các thế gia cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu cậu đã muốn chết thì hôm nay tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Nói xong, một vầng sáng đột nhiên tỏa ra từ phía sau Triệu Kế Hồng. Đây chính là thần khí độc nhất vô nhị của cường giả nhân hoàng. Vầng sáng lập tức bao phủ toàn bộ Thiên Sơn trong bán kính hàng trăm km, dường như cả một vùng trời hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Triệu Kế Hồng. Tiếng sét vang vọng khắp trời đất, một ông lão mặc áo choàng trắng, phong thái như thần tiên, đạp mây, từ trên trời bay xuống. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa đến. Người này chính trưởng giáo của Hằng Sơn Độ Ách Chân Quân. Đây là một vị cao thủ nữa trong cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Ngay sau đó, cả trời đất như rung chuyển, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Sau đó bóng người đàn ông trung niên trên không trung từ từ hạ xuống. Cường giả cảnh giới nhân hoàng từ Hoa Sơn trở lại đã chờ đợi Tiêu Chính Văn trên đỉnh Thiên Sơn từ rất lâu rồi. Triệu Kế Hồng, Độ Ách Chân Quân, Thiên Hà Đạo Quân. Ba vị cường giả cảnh giới nhân hoàng, cho dù là ai thì đều là nhân vật bất khả chiến bại trên thế giới. Dù ở giới thế tục hay ở vùng ngoài lãnh thổ, ba người này từ lâu đã nổi tiếng là hung ác. Ngay cả hàng ngàn người đứng đầu các phe phái võ tông dưới khán đài đều phải quỳ xuống chào ba người họ. Với sự xuất hiện của cả ba cùng một lúc, bất cứ ai cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Năm đó, Tiêu Chính Văn đã hủy hoại cơ nghiệp của Hằng Sơn bằng một kiếm, san bằng Thiên Sơn trong một đêm. Ngay từ lúc đó, rất nhiều người đã dự đoán rằng chỉ cần cao thủ từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, nhất định sẽ xử lý Tiêu Chính Văn. Mà hôm nay, ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng đều tụ tập ở đây, Tiêu Chính Văn càng rơi vào nguy hiểm. Lúc mọi người trong giới thế tục đều đang thầm lo lắng cho Tiêu Chính Văn, một luồng ánh sáng từ cửu thiên chiếu xuống, trong luồng ánh sáng đó có một bóng người cao lớn mặc áo bào đạo sĩ, tay cầm kiếm phóng xuống. Bất cứ nơi nào ánh sáng đó chiếu tới,
núi đá sụp đổ, sông ngừng chảy, vô số sinh vật bị hủy diệt trong chớp mắt. Đó là... Lúc này, ngay cả ông cụ Quý đã im lặng hồi lâu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lại một vị nhân hoàng nữa xuất hiện, hơn nữa còn là nhân vật lớn của Thiên Cung Bắc Cực ở vùng ngoài lãnh thổ. Cho dù người của Thiên Cung Bắc Cực không đích thân xuất hiện, Tiêu Chính Văn cũng phải một mình đối mặt với ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng, nhất định sẽ vô cùng thảm hại. Mà lúc này, thiên thần tử của Thiên Cung Bắc Cực cũng đã đích thân tới, hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắc sẽ phải chết. Dù thực lực của Tiêu Chính Văn có mạnh đến đâu thì cũng chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 5, kém xa bốn người trước mặt. Đây là sự cách biệt rất lớn, giống như sự tương phản giữa ánh trăng và đom đóm. Tôi nói rồi, cậu nhất định phải chết dưới kiếm của tôi. Thiên thần tử uy nghiêm, mắt tràn ngập sát khí. Tuy ông ta không phải lãnh đạo cấp cao trong Thiên Cung Bắc Cực, nhưng cũng được coi là nhân vật có tiếng nói trong Thiên Cung Bắc Cực. Khi Tiêu Chính Văn giết Thiên Minh Tử, anh đã lợi dụng oán khí trong giới thế tục, tàn nhẫn chèn ép Thiên Thần Tử, gần như khiến cảnh giới của ông ta giảm sút, mối thù này, sao Thiên Thần Tử có thể không báo đây? Lúc này, dường như tất cả mọi người đều nhận ra trận đấu ngày hôm nay chính là muốn ép Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Mỗi một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng có mặt ở đây đều có thù không đội trời chung với Tiêu Chính Văn, đặc biệt là Triệu Kế Hồng, con trai của ông ta đã mất đi đôi chân dưới sự bức ép của Tiêu Chính Văn một ngày trước. Các vị, hôm nay là ngày diễn ra trận đấu lớn, cậu Tiêu là đại diện của nhà họ Quý tôi, lẽ nào các vị muốn công khai bao vây một hậu bối cảnh giới nhân vương ngay tại đây sao? Ông cụ Quý vừa nói vừa bước lên chắn trước mặt Tiêu Chính Văn. Suy cho cùng, nếu không có lời mời của ông cụ Quý thì Tiêu Chính Văn cũng sẽ không rơi vào tình thế nguy hiểm. Hôm nay, cho dù phải liều mạng, ông ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn chết ở đây. Ông cụ Quý biết rõ thực lực của Tiêu Chính Văn, bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cùng hợp lực, cho dù Tiêu Chính Văn có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể chạy thoát. Đối mặt với sự truy sát của cao thủ cảnh giới nhân hoàng, cho dù Tiêu Chính Văn có trốn đến cùng trời dưới đất thì cũng sẽ phải chết. Điều này không chỉ là mất mát của nhà họ Quý mà còn là mất mát của Hoa Quốc. Nếu Tiêu Chính Văn chết, ai sẽ ủng hộ thiên tử? Ai sẽ bảo vệ thiên tử và người dân Hoa Quốc lúc lâm nguy? Tiêu Chính Văn đang định lên tiếng, ông cụ Quý đã quay người nói với vẻ mặt hổ thẹn, cậu Tiêu, là do tôi hại cậu, nhưng tôi dám thề với trời, tôi không hề biết chuyện này. Cho dù phía sau các người có ai chống đỡ, muốn gây bất lợi cho cậu Tiêu thì đều phải bước qua xác tôi trước. Nói xong, ông cụ Quý tức giận trừng mắt nhìn Triệu Kế Hồng. Nếu không phải Tiêu Chính Văn nể tình ông cụ Quý đồng ý xuất hiện ở cuộc thi lần này thì Tiêu Chính Văn sẽ bị người ta lập kế hoạch hãm hại sao? Ông cụ Quý, ông đã làm hết sức rồi, không cần phải liều chết mà đánh. Tiêu Chính Văn nói. Từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn vẫn luôn ngồi ở vị trí cũ, thậm chí chưa từng động đậy. Đối mặt với bốn cường giả cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn thế mà lại tỏ ra rất bình tĩnh, ngược lại còn khiến mọi người ở dưới võ đài phải thầm giơ ngón cái. Mặc dù người của võ tông đều từng bị Tiêu Chính Văn dạy dỗ, nhưng họ cũng phải bái phục phong thái đứng trước Thái Sơn nhưng không hoảng loạn này của Tiêu Chính Văn. Dù không có chuyện ngày hôm nay, sớm muộn gì họ cũng sẽ ra tay, dù sao chuyện gì nên đến cũng sẽ đến thôi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, giọng anh truyền đi khắp hiện trường, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Sao vậy, giờ cậu cũng biết mình chắc chắn sẽ chết à? Triệu Kế Hồng chắp tay ra sau lưng cúi đầu nhìn Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh, nở nụ cười đắc ý. Bây giờ bốn người họ bắt tay với nhau, sát khí lan tràn ra xung quanh, cả Thiên Sơn đã trở thành một phương trời nhỏ riêng biệt, dù Tiêu Chính Văn có mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bốn người họ. Nếu hiện giờ tôi nói trận này Hứa Văn Long sẽ thắng, cậu có ý kiến gì, đám người Triệu Kế Hồng cũng không vội ra tay. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã không còn đường thoát, vừa lúc có thể nhân lúc này khiến Tiêu Chính Văn mất mặt trước người thế tục một chút, sau đó xé nát thi thể anh, ngược lại sẽ càng hợp ý Triệu Kế Hồng hơn. Có phải người ngoài lãnh thổ các ông đều mặt dày không biết xấu hổ như vậy không? Ban đầu tôi còn nghĩ chỉ có người nhà họ Khổng mới không có giới hạn như vậy. Nhưng giờ xem ra hình như các ông cũng bị người nhà họ Khổng lây nhiễm, ra mặt dày hơn cả tường thành rồi đấy. Tiêu Chính Văn cười mỉa chế giễu. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu đúng là gà luộc không sợ nước sôi, mạnh miệng đấy.
Nhưng dù sao hôm nay cậu cũng sẽ chết, để cậu nói một chút cũng không sao. Triệu Kế Hồng cười gằn trầm giọng nhạo báng ngược lại. Tiếc là một người sắp chết như cậu lại không thể nào thao túng được số mệnh của mình, càng không thể khống chế thế vận của người khác. Hôm nay tôi muốn tuyên bố Hứa Văn Long thắng trước mặt cậu. Tôi muốn khiến cậu chết không nhắm mắt. Triệu Kế Hồng chắp hai tay ra sau lưng, khí thế vô song cao giọng nói. Chết không nhắm mắt, ông nói mấy lời này hơi sớm rồi đấy, Tiêu Chính Văn cười mỉa nói. Tiêu Chính Văn, lẽ phải đời này vốn dĩ không có chấp niệm, xem ra cậu vẫn chưa ngộ ra đạo lý vạn vật thuận theo dòng chảy không cần tranh đấu, trước đây sát nghiệp của cậu quá nặng, hôm nay bọn tôi đặc biệt đến đây để rửa sạch nghiệp cho cậu. Đỗ Ách Chân Quân cúi đầu ra vẻ đạo mạo nói. Đừng nhìn phong thái bất phàm của ông ta mà lầm, tất cả những người ở ngoài lãnh thổ đều biết rõ ông ta là một tên giết người không chớp mắt. Trước kia ông ta đã từng giết tông môn của người ta chỉ vì muốn chiếm vợ của người khác, khiến hơn 5.000 người của tông môn đó bị tàn sát. Cuối cùng người phụ nữ đó ôm hận tự sát, lúc này tên ma đầu này mới không được thực hiện được ý đồ của mình. Rửa sạch tội nghiệp của tôi, ông còn có mặt mũi nói mấy lời này cơ à? Trương Lăng Phong, nghe Tiêu Chính Văn gọi mình, Trương Lăng Phong dùng hết sức lực cuối cùng miễn cưỡng ngẩng đầu lên đáp. Tôi nghĩ anh đã thắng trận đấu này rồi. Anh nghĩ sao? Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một luồng khí tím bao vây lấy Trương Lăng Phong, sau đó uy lực quanh người hắn bỗng biến mất. Trương Lăng Phong cảm thấy cả người rất thoải mái, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt biết ơn, tôi xin nhận sự trừng phạt của vua Bắc Lương. Vua Bắc Lương, những lời Trương Lăng Phong nói đã tỏ rõ nhà họ Trương đã hoàn toàn quay về với thế tục, hơn nữa còn công khai thừa nhận địa vị của Tiêu Chính Văn. Chỉ là, không để Trương Lăng Phong nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã giơ tay lên ngắt lời, công bằng nằm ở lòng người, mọi người đều nhìn thấy động tác nhỏ của Hứa Văn Long. Một thứ vô dụng, kém cỏi thắng anh bằng thủ đoạn đê hèn, vốn dĩ đã phá vỡ quy tắc, thế nên theo lý Hứa Văn Long nên bị loại khỏi trận. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Tên họ Tiêu kia, nghe thế Hứa Văn Long không khỏi nổi giận. Ở cả ngoài lãnh thổ, ai mà dám nói hắn là tên kém cỏi? Hả, Triệu Kế Hồng lạnh lùng liếc nhìn Hứa Văn Long, khiến hắn sợ hãi lùi về sau mấy bước, cúi đầu xuống, thậm chí không dám đánh giám nữa kìa. Tiêu Chính Văn, đó chỉ là lời nói từ một phía cậu, hơn nữa có ai nghe, có ai tin lời nói của người sắp chết như cậu không? Triệu Kế Hồng đắc ý nhìn người dưới võ đài, với tình hình hiện tại, có ai còn xem lời Tiêu Chính Văn nói là gì chứ? Hơn nữa đến bây giờ mà Tiêu Chính Văn còn cố chấp, đúng là không biết sống chết. Nếu mà ở ngoài lãnh thổ thì người như thế đã bị xé xác thành trăm mảnh từ lâu, xem ra mình vẫn đánh giá Tiêu Chính Văn quá cao. Vốn dĩ Triệu Kế Hồng cũng rất ngưỡng mộ phong thái thấy chết không sợ của Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này ông ta lại nghi ngờ Tiêu Chính Văn chỉ đang cố ý bày ra bộ dạng như thế thôi. Đã sắp chết đến nơi rồi mà còn bênh vực Trương Lăng Phong, đúng là nực cười. Mà Tiêu Chính Văn vừa nói như thế lập tức khiến đám người Lương Cảnh Long dấy lên một tràng chế giễu. Thậm chí không ít người còn tỏ vẻ khinh thường, liên tục lắc đầu với Tiêu Chính Văn. Đã sắp chết đến nơi rồi mà Tiêu Chính Văn còn nói ra mấy lời không biết xấu hổ như thế. Trước đó anh không có đối thủ nhưng bây giờ đối mặt với cao thủ cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn anh có tư cách gì lớn lối như vậy? Dù Hứa Văn Long có năng lực kém đi chăng nữa, cũng tốt hơn một người chết chứ. Hừ, Tiêu Chính Văn, dù bọn tôi đổi trắng thay đen thì cậu có thể làm được gì? Cậu mở to mắt của cậu ra nhìn xem xung quanh đây là những ai. Cậu nghĩ nơi này là nơi cậu có thể láo xược à? Nói thật với cậu nhé, Thiên Sơn đã bị có kết cục thế rồi, dù có giết cậu cũng không ai biết nguyên nhân cậu chết là gì. Không tin cậu có thể hỏi xem, họ có dám nói ra không? Triệu Kế Hồng quay sang nhìn đám người võ tông bên dưới võ đài. Lúc này ngay cả người nhà họ Trương cũng đều cúi thấp đầu xuống chứ đừng nói là mấy môn chủ trong võ tông. Họ cảm thấy cảm động và biết ơn Tiêu Chính Văn đã nói giúp Trương Lăng Phong, lên tiếng làm chủ cho Trương Lăng Phong vào lúc quan trọng nhất, nhưng dù sao thực lực đối phương cũng rất mạnh. Đừng nói bốn người Triệu Kế Hồng, dù chỉ là một mình Triệu Kế Hồng, chỉ cần một ngón tay thôi đã có thể bóp nát nhà họ Trương rồi. Ồ, như ông nói đó thì tôi lại muốn xem thử ông giết tôi thế nào, Tiêu Chính Văn cười mỉa giễu cợt. Cậu nghĩ đây là thế tục sao? Thân phận vua Bắc Lương không bảo vệ được cậu đâu,
dù cậu là thiên tử thì bốn người chúng tôi muốn cậu chết, cậu bắt buộc phải chết. Để cậu sống để giờ không phải bọn tôi không dám ra tay giết cậu mà là muốn để cậu ôm hận mà chết. Nói rồi Triệu Kế Hồng bỗng giơ tay lên, một tia chớp màu tím thoáng chốc đã ngưng tụ thành một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó Thiên Hà Đạo Quân và Đỗ Ách Chân Quân cùng lúc rút kiếm trong tay ra, từng vầng sáng tím và vô số kiếm quang sắc lẻm đánh về phía Tiêu Chính Văn. Thiên Thần Tử bên cạnh lại nhấc tay lên, biến hóa ra vô số sao trời, sát khí như ánh sao đồng thời đánh về phía đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Ngay khi mọi người khiếp sợ nhìn Tiêu Chính Văn, sắp tận mắt thấy cảnh tượng anh bị chém thành trăm mảnh, bỗng một đóa hoa sen trắng như tuyết xuất hiện trong không trung, ngăn chặn tất cả sát khí lại. Sau đó không trung xuất hiện từng gợn sóng khí, một luồng khí tức chèn ép bốn phía ập đến. Ai dám lỗ mãng ở Thiên Sơn? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, vang vọng khắp bốn phía, trên bầu trời, sát khí như có thực thể ngưng tụ thành vô số đám mây, mấy đám mây này lại dựng thẳng lên 9 tầng mây như một chiếc thang trời. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng bước đi trên những bậc thang mây đó bước xuống. Sáng Thế Hạo Thiên. Mọi người trong thế tục đều lộ ra vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Sát khí vốn dĩ đang quét ngang tứ phía cũng biến mất ngay khoảnh khắc Sáng Thế Hạo Thiên xuất hiện. Nhiều ánh sáng bí ẩn bao trùm cả Thiên Sơn vào trong đó. Cùng lúc đó ánh sáng màu máu đầy trời phản chiếu nửa bầu trời Thiên Sơn như thủy triều. Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn bước ra, ánh mắt chứa đầy sát khí đó lướt nhìn đám người Triệu Kế Hồng, khiến bốn người hoảng sợ lùi về sau một bước. Hận Thiên, không ai ngờ Hận Thiên niềm kiêu ngạo tuyệt thế trong hầu tước huyết tộc lại đích thân đến đây. Mặc dù Hận Thiên không bằng đại công tước của huyết tộc, nhưng cũng là người đứng đầu dưới trướng đại công tước. Dựa vào thực lực nhân hoàng cấp 2 của Hận Thiên, giết bốn người họ dễ như nghiền nát một con dẹp. Ngay từ khi ở vùng ngoài lãnh thổ, Hận Thiên đã thống lĩnh đại quân của huyết tộc, công phạt tứ phương, dũng mãnh vô địch, sao bốn đệ tử nhỏ bé có thể so sánh được chứ? Trong khi đó uy lực vô song của hầu tước huyết tộc trong phút chốc đã áp chế khí tức của bốn người bọn họ. Vào giờ phút này, Triệu Kế Hồng liếc nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi điềm tĩnh với vẻ mặt trắng bệch. Ông ta thật sự là cường giả cảnh giới nhân hoàng, nhưng cũng chỉ là người mới đột phá tới cảnh giới nhân hoàng mà thôi. Làm sao mà so sánh được với Hận Thiên, người đã đột phá tới cảnh giới nhân hoàng cấp 2 trong hàng trăm năm. Hận Thiên chỉ lướt nhìn Triệu Kế Hồng với ánh mắt đằng đằng sát khí, đã khiến cho ông ta sợ đến hai chân run rẩy, cơ thể run như cầy sấy. Các ông thật to gan, lẽ nào các ông không biết Thiên Tinh Cửu Diệu là tuyệt kỹ của ai sao? Ai cho các ông lá gan dám ra tay với Tiêu Chính Văn hả? Sắc mặt của Sáng Thế Hạo Thiên cực kỳ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí, lớn tiếng chất vấn hỏi. Thưa ông, bên trong, hẳn là có sự hiểu lầm. Đỗ Ách Chân Quân vừa rồi còn đang phong thái bất tử, đã quỳ phập trước mặt Sáng Thế Hạo Thiên. Nhìn sông núi chấn động dữ dội, trời đất rung chuyển, ngay cả mọi người phía dưới cũng sợ đến tái mặt, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có một mình Tiêu Chính Văn vẫn ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Anh thuận tay cầm chén trà trên bàn đá bên cạnh lên. Thoải mái nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi đặt chén trở lại chỗ cũ, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Kế Hồng nói, dựa vào ông mà cũng muốn giết tôi ư. Trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn có hàn khí bức người, chỉ nhìn Triệu Kế Hồng một cái mà suýt chút nữa làm cho ông ta sợ hết hồn. Đừng thấy khoảng cách giữa ông ta và Tiêu Chính Văn gần trong gang tấc mà lầm, có Sáng Thế Hạo Thiên đang trấn thủ ở đây, cho dù ông ta có trăm lá gan, cũng không dám có ý định giết Tiêu Chính Văn. Mấy người khác sợ tới mức không dám hít thở một hơi, đối mặt với hai vị cường giả cái thế này, bọn họ thậm chí còn không có gan lên tiếng biện giải. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được tại sao Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh như vậy. Chuyện đến nước này, bọn họ mới nhận ra rằng thì ra từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn đang bày ra một cái bẫy cho bọn họ, chứ không phải rơi vào bẫy của bọn họ. Nhân cơ hội thi đấu hôm nay, bốn người các ông liên thủ giết Tiêu Chính Văn tôi. Không biết là tôi ngây thơ hay là các ông quá ngây thơ. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa từ từ đứng dậy đi đến chỗ bốn người, cười nhạt với Triệu Kế Hồng, không phải là ông muốn báo thù cho con trai mình sao? Đến đi! Báo thù, Triệu Kế Hồng lấy đâu ra dũng khí đó? Vào lúc này,
không chỉ bốn người họ bị Sáng Thế Hạo Thiên bao vây trên đỉnh Thiên Sơn, không làm được gì, mà đến Hoa Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn ở cách xa hàng nghìn dặm cũng bị bao vây bởi trận pháp của Sáng Thế Hạo Thiên. Chỉ cần giơ tay, ba ngọn núi danh tiếng này sẽ không còn tồn tại. Đừng nói đến việc để ông ta ra tay giết chết Tiêu Chính Văn, ngay cả mở miệng ra nói ông ta cũng không có dũng khí. Bạch Chiến Sinh lúc này đứng sững sờ ở một bên, sắc mặt tái nhợt sợ hãi, đại não cũng bị ngắt mạch rồi. Thế nào, không dám ra tay sao? Tiêu Chính Văn cười giễu cợt nhìn Triệu Kế Hồng. Tiêu, bốp, Triệu Kế Hồng chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã vung tay tát vào mặt ông ta. Cú tát này để lại dấu vết năm ngón tay rõ ràng mồn một trên mặt Triệu Kế Hồng. Sao, cảnh giới nhân hoàng là rất ghê gớm rồi à? Tự cho rằng ông là nhân hoàng thì có thể nói một là một nói hai là hai ư. Có thể bóp méo sự thật hả? Tôi, bốp, không chờ Triệu Kế Hồng kịp mở miệng, một cái tát vang dội khác lại đánh mạnh vào má còn lại của ông ta. Con trai của nhân hoàng thì có thể hoành hành ngang ngược sao? Bốp, nhân hoàng thì có thể mặc kệ đạo lý sao? Bốp bốp bốp, sau mỗi câu hỏi của Tiêu Chính Văn là những cú tát mạnh vào mặt Triệu Kế Hồng. Những bạt tai đáp xuống mặt Triệu Kế Hồng như những hạt mưa. Nói cho tôi biết, nhân hoàng rất ghê gớm sao? Tiêu Chính Văn hỏi với giọng lạnh lùng. Giờ phút này, cả khán đài im phăng phắc, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu Tiêu đang hỏi các ông đấy. Hận Thiên vung tay đánh qua một bạt tai. Một cơn gió mạnh lướt qua, lật nhào Triệu Kế Hồng và những người khác xuống đất, cả bốn người đều ngã nhào xuống dưới chân Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, bốn người do Triệu Kế Hồng đứng đầu ai nấy đều đỏ mặt tía tai, lồng ngực không ngừng phập phồng. Bọn họ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng đấy, có người nào không có sức nghiền nát chứ? Ngay cả vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ cũng là những trụ cột vững chắc của một phía thế lực. Ai mà không từng tung hoành đất trời hàng trăm năm, không có đối thủ giữa 800 người, bất khả chiến bại ở mọi hướng. Để đạt được cảnh giới nhân hoàng, để đạt đến trình độ có thể cùng sống thọ với đất trời, bọn họ đã phải nỗ lực biết bao nhiêu. Thậm chí trong hàng trăm năm, không một khắc nào lười nhác. Chẳng phải là vì muốn nở mày nở mặt sao? Ngay cả lịch sử suốt ngàn năm cũng rất hiếm người có thể đạt tới trình độ của bọn họ. Và trong thế giới tục, bọn họ tượng trưng cho năm đại danh sơn, thậm chí là các tông môn đứng đầu trong một vùng trời. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đang bị một tên tiểu bối trong thế giới tục tát điên cuồng, trước mặt hàng ngàn người lại bị đánh hẳn dấu ngón tay khắp mặt. Đường đường là các cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Trước mặt Tiêu Chính Văn lại sợ hãi tới mức toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên khán đài đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì giờ phút này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn khác với lúc trước, dùng sức chiến đấu để áp chế tứ phương, thay vào đó là dùng sức mạnh của mình để áp chế người khác. Hơn nữa, lại sử dụng cách thức của đám người Triệu Kế Hồng, dùng gậy ông đập lưng ông. Chỉ một phút trước, Triệu Kế Hồng đã kêu gào ầm ĩ trước Tiêu Chính Văn trước mặt người trong võ tông, Tiêu Chính Văn giờ đây lại đáp lễ bọn họ bằng những hành động thiết thực. Vào lúc này, ngay cả ông cụ quý cũng há hốc mồm kinh ngạc đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào miệng. Bây giờ, tất cả nhân tài đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Chính Văn lại dám đối mặt trực tiếp với bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng, núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng không kinh sợ. Mà Tiêu Chính Văn chỉ là người cảnh giới nhân vương cấp 5 thôi. Lại có thể cùng một lúc điều đến hai nhân vật lớn có bối cảnh lai lịch ngút trời. Đặc biệt trong đó còn có Sang Thế Hạo Thiên trong truyền thuyết. Đó là một con chim ưng lớn không ai bì nổi, người cầm lái của các thế lực lớn ngoài vùng lãnh thổ cũng đều phải kính sợ vài ba phần. Thế nào, các ông hài lòng với kết cục này không? Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn quét qua khuôn mặt của bốn người bọn họ, mặt không chút cảm xúc, sát khí đã tản ra dưới chân như thật. Triệu Kế Hồng đắc ý nhìn người dưới võ đài, với tình hình hiện tại, có ai còn xem lời Tiêu Chính Văn nói là gì chứ? Hơn nữa đến bây giờ mà Tiêu Chính Văn còn cố chấp, đúng là không biết sống chết. Nếu mà ở ngoài lãnh thổ thì người như thế đã bị xé xác thành trăm mảnh từ lâu, xem ra mình vẫn đánh giá Tiêu Chính Văn quá cao. Vốn dĩ Triệu Kế Hồng cũng rất ngưỡng mộ phong thái thấy chết không sợ của Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này ông ta lại nghi ngờ Tiêu Chính Văn chỉ đang cố ý bày ra bộ dạng như thế thôi. Đã sắp chết đến nơi rồi mà còn bênh vực Trương Lăng Phong, đúng là nực cười.
Mà Tiêu Chính Văn vừa nói như thế lập tức khiến đám người Lương Cảnh Long dấy lên một tràng chế giễu, thậm chí không ít người còn tỏ vẻ khinh thường, liên tục lắc đầu với Tiêu Chính Văn. Đã sắp chết đến nơi rồi mà Tiêu Chính Văn còn nói ra mấy lời không biết xấu hổ như thế. Trước đó anh không có đối thủ nhưng bây giờ đối mặt với cao thủ cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn anh có tư cách gì lớn lối như vậy? Dù Hứa Văn Long có năng lực kém đi chăng nữa, cũng tốt hơn một người chết chứ. Hừ, Tiêu Chính Văn, dù bọn tôi đổi trắng thay đen thì cậu có thể làm được gì? Cậu mở to mắt của cậu ra nhìn xem xung quanh đây là những ai? Cậu nghĩ nơi này là nơi cậu có thể láo xược à? Nói thật với cậu nhé, Thiên Sơn đã bị có kết cục thế rồi, dù có giết cậu cũng không ai biết nguyên nhân cậu chết là gì. Không tin cậu có thể hỏi xem, họ có dám nói ra không? Triệu Kế Hồng quay sang nhìn đám người võ tông bên dưới võ đài. Lúc này ngay cả người nhà họ Trương cũng đều cúi thấp đầu xuống chứ đừng nói là mấy môn chủ trong võ tông. Họ cảm thấy cảm động và biết ơn Tiêu Chính Văn đã nói giúp Trương Lăng Phong, lên tiếng làm chủ cho Trương Lăng Phong vào lúc quan trọng nhất, nhưng dù sao thực lực đối phương cũng rất mạnh. Đừng nói bốn người Triệu Kế Hồng, dù chỉ là một mình Triệu Kế Hồng, chỉ cần một ngón tay thôi đã có thể bóp nát nhà họ Trương rồi. Ồ, như ông nói đó thì tôi lại muốn xem thử ông giết tôi thế nào. Tiêu Chính Văn cười mỉa giễu cợt. Cậu nghĩ đây là thế tục sao? Thân phận vua Bắc Lương không bảo vệ được cậu đâu, dù cậu là thiên tử thì bốn người chúng tôi muốn cậu chết, cậu bắt buộc phải chết. Để cậu sống để giờ không phải bọn tôi không dám ra tay giết cậu mà là muốn để cậu ôm hận mà chết. Nói rồi Triệu Kế Hồng bỗng giơ tay lên, một tia chớp màu tím thoáng chốc đã ngưng tụ thành một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó Thiên Hà Đạo Quân và Đỗ Ách Chân Quân cùng lúc rút kiếm trong tay ra, từng vầng sáng tím và vô số kiếm quang sắc lẻm đánh về phía Tiêu Chính Văn. Thiên Thần Tử bên cạnh lại nhấc tay lên, biến hóa ra vô số sao trời, sát khí như ánh sao đồng thời đánh về phía đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Ngay khi mọi người khiếp sợ nhìn Tiêu Chính Văn, sắp tận mắt thấy cảnh tượng anh bị chém thành trăm mảnh, bỗng một đóa hoa sen trắng như tuyết xuất hiện trong không trung, ngăn chặn tất cả sát khí lại. Sau đó không trung xuất hiện từng gợn sóng khí, một luồng khí tức chèn ép bốn phía ập đến. Ai dám lỗ mãng ở Thiên Sơn? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, vang vọng khắp bốn phía, trên bầu trời, sát khí như có thực thể ngưng tụ thành vô số đám mây, mấy đám mây này lại dựng thẳng lên 9 tầng mây như một chiếc thang trời. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng bước đi trên những bậc thang mây đó bước xuống. Sáng Thế Hạo Thiên! Mọi người trong thế tục đều lộ ra vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Sát khí vốn dĩ đang quét ngang tứ phía cũng biến mất ngay khoảnh khắc Sáng Thế Hạo Thiên xuất hiện. Nhiều ánh sáng bí ẩn bao trùm cả Thiên Sơn vào trong đó. Cùng lúc đó ánh sáng màu máu đầy trời phản chiếu nửa bầu trời Thiên Sơn như thủy triều. Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn bước ra, ánh mắt chứa đầy sát khí đó lướt nhìn đám người Triệu Kế Hồng, khiến bốn người hoảng sợ lùi về sau một bước. Hận Thiên, không ai ngờ Hận Thiên niềm kiêu ngạo tuyệt thế trong hầu tước huyết tộc lại đích thân đến đây. Mặc dù Hận Thiên không bằng đại công tước của huyết tộc, nhưng cũng là người đứng đầu dưới trướng đại công tước. Dựa vào thực lực nhân hoàng cấp 2 của Hận Thiên, giết bốn người họ dễ như nghiền nát một con dẹp. Ngay từ khi ở vùng ngoài lãnh thổ, Hận Thiên đã thống lĩnh đại quân của huyết tộc, công phạt tứ phương, dũng mãnh vô địch, sao bốn đệ tử nhỏ bé có thể so sánh được chứ? Trong khi đó uy lực vô song của hầu tước huyết tộc trong phút chốc đã áp chế khí tức của bốn người bọn họ. Vào giờ phút này, Triệu Kế Hồng liếc nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi điềm tĩnh với vẻ mặt trắng bệch. Ông ta thật sự là cường giả cảnh giới nhân hoàng, nhưng cũng chỉ là người mới đột phá tới cảnh giới nhân hoàng mà thôi. Làm sao mà so sánh được với Hận Thiên, người đã đột phá tới cảnh giới nhân hoàng cấp 2 trong hàng trăm năm. Hận Thiên chỉ lướt nhìn Triệu Kế Hồng với ánh mắt đằng đằng sát khí, đã khiến cho ông ta sợ đến hai chân run rẩy, cơ thể run như cầy sấy. Các ông thật to gan, lẽ nào các ông không biết Thiên Tinh Cửu Diệu là tuyệt kỹ của ai sao? Ai cho các ông lá gan dám ra tay với Tiêu Chính Văn hả? Sắc mặt của Sáng Thế Hạo Thiên cực kỳ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí, lớn tiếng chất vấn hỏi. Thưa ông, bên trong, hẳn là có sự hiểu lầm. Đỗ Ách Chân Quân vừa rồi còn đang phong thái bất tử, đã quỳ phập trước mặt Sáng Thế Hạo Thiên. Nhìn sông núi chấn động dữ dội,
trời đất rung chuyển, ngay cả mọi người phía dưới cũng sợ đến tái mặt, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có một mình Tiêu Chính Văn vẫn ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Anh thuận tay cầm chén trà trên bàn đá bên cạnh lên, thoải mái nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi đặt chén trở lại chỗ cũ, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Kế Hồng nói, dựa vào ông mà cũng muốn giết tôi ư. Trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn có hàn khí bức người, chỉ nhìn Triệu Kế Hồng một cái mà suýt chút nữa làm cho ông ta sợ hết hồn. Đừng thấy khoảng cách giữa ông ta và Tiêu Chính Văn gần trong gang tấc mà lầm, có Sáng Thế Hạo Thiên đang trấn thủ ở đây, cho dù ông ta có trăm lá gan, cũng không dám có ý định giết Tiêu Chính Văn. Mấy người khác sợ tới mức không dám hít thở một hơi, đối mặt với hai vị cường giả cái thế này, bọn họ thậm chí còn không có gan lên tiếng biện giải. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được tại sao Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh như vậy. Chuyện đến nước này, bọn họ mới nhận ra rằng thì ra từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn đang bày ra một cái bẫy cho bọn họ, chứ không phải rơi vào bẫy của bọn họ. Nhân cơ hội thi đấu hôm nay, bốn người các ông liên thủ giết Tiêu Chính Văn tôi. Không biết là tôi ngây thơ hay là các ông quá ngây thơ. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa từ từ đứng dậy đi đến chỗ bốn người, cười nhạt với Triệu Kế Hồng, không phải là ông muốn báo thù cho con trai mình sao? Đến đi, báo thù. Triệu Kế Hồng lấy đâu ra dũng khí đó? Vào lúc này, không chỉ bốn người họ bị Sáng Thế Hạo Thiên bao vây trên đỉnh Thiên Sơn, không làm được gì, mà đến Hoa Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn ở cách xa hàng nghìn dặm cũng bị bao vây bởi trận pháp của Sáng Thế Hạo Thiên. Chỉ cần giơ tay, ba ngọn núi danh tiếng này sẽ không còn tồn tại. Đừng nói đến việc để ông ta ra tay giết chết Tiêu Chính Văn, ngay cả mở miệng ra nói ông ta cũng không có dũng khí. Bạch Chiến Sinh lúc này đứng sững sờ ở một bên, sắc mặt tái nhợt sợ hãi, đại não cũng bị ngắt mạch rồi. Thế nào, không dám ra tay sao? Tiêu Chính Văn cười giễu cợt nhìn Triệu Kế Hồng. Tiêu, bốp, Triệu Kế Hồng chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã vung tay tát vào mặt ông ta. Cú tát này để lại dấu vết năm ngón tay rõ ràng mồn một trên mặt Triệu Kế Hồng. Sao, cảnh giới nhân hoàng là rất ghê gớm rồi à? Tự cho rằng ông là nhân hoàng thì có thể nói một là một nói hai là hai ư. Có thể bóp méo sự thật hả? Tôi, bốp. Không chờ Triệu Kế Hồng kịp mở miệng, một cái tát vang dội khác lại đánh mạnh vào má còn lại của ông ta. Con trai của nhân hoàng thì có thể hoành hành ngang ngược sao? Bốp, nhân hoàng thì có thể mặc kệ đạo lý sao? Bốp bốp bốp, sau mỗi câu hỏi của Tiêu Chính Văn là những cú tát mạnh vào mặt Triệu Kế Hồng. Những bạt tai đáp xuống mặt Triệu Kế Hồng như những hạt mưa. Nói cho tôi biết, nhân hoàng rất ghê gớm sao? Tiêu Chính Văn hỏi với giọng lạnh lùng. Giờ phút này, cả khán đài im phăng phắc, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu Tiêu đang hỏi các ông đấy. Hận Thiên vung tay đánh qua một bạt tai. Một cơn gió mạnh lướt qua, lật nhào Triệu Kế Hồng và những người khác xuống đất, cả bốn người đều ngã nhào xuống dưới chân Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, bốn người do Triệu Kế Hồng đứng đầu ai nấy đều đỏ mặt tía tai, lồng ngực không ngừng phập phồng. Bọn họ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng đấy, có người nào không có sức nghiền nát chứ? Ngay cả vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ cũng là những trụ cột vững chắc của một phía thế lực. Ai mà không từng tung hoành đất trời hàng trăm năm, không có đối thủ giữa 800 người, bất khả chiến bại ở mọi hướng. Để đạt được cảnh giới nhân hoàng, để đạt đến trình độ có thể cùng sống thọ với đất trời, bọn họ đã phải nỗ lực biết bao nhiêu. Thậm chí trong hàng trăm năm, không một khắc nào lười nhác, chẳng phải là vì muốn nở mày nở mặt sao. Ngay cả lịch sử suốt ngàn năm cũng rất hiếm người có thể đạt tới trình độ của bọn họ. Và trong thế giới tục, bọn họ tượng trưng cho năm đại danh sơn, thậm chí là các tông môn đứng đầu trong một vùng trời. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đang bị một tên tiểu bối trong thế giới tục tát điên cuồng. Trước mặt hàng ngàn người lại bị đánh hẳn dấu ngón tay khắp mặt. Đường đường là các cao thủ cảnh giới nhân hoàng, trước mặt Tiêu Chính Văn lại sợ hãi tới mức toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên khán đài đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì giờ phút này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn khác với lúc trước, dùng sức chiến đấu để áp chế tứ phương, thay vào đó là dùng sức mạnh của mình để áp chế người khác. Hơn nữa, lại sử dụng cách thức của đám người Triệu Kế Hồng, dùng gậy ông đập lưng ông. Chỉ một phút trước,
Triệu Kế Hồng đã kêu gào ầm ĩ trước Tiêu Chính Văn trước mặt người trong võ tông, Tiêu Chính Văn giờ đây lại đáp lễ bọn họ bằng những hành động thiết thực. Vào lúc này, ngay cả ông cụ Quý cũng há hốc mồm kinh ngạc đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào miệng. Bây giờ, tất cả nhân tài đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Chính Văn lại dám đối mặt trực tiếp với bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng, núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng không kinh sợ. Mà Tiêu Chính Văn chỉ là người cảnh giới nhân vương cấp 5 thôi, lại có thể cùng một lúc điều đến hai nhân vật lớn có bối cảnh lai lịch ngút trời. Đặc biệt trong đó còn có Sáng Thế Hạo Thiên trong truyền thuyết. Đó là một con chim ưng lớn không ai bì nổi, người cầm lái của các thế lực lớn ngoài vùng lãnh thổ cũng đều phải kính sợ vài ba phần. Thế nào, các ông hài lòng với kết cục này không? Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn quét qua khuôn mặt của bốn người bọn họ, mặt không chút cảm xúc, sát khí đã tản ra dưới chân như thật. Hài lòng chứ, nghe thấy câu hỏi này của Tiêu Chính Văn, ngay cả mấy người Triệu Kế Hồng cũng phải trầm mặc. Dù ai trong số họ cũng đều có bối cảnh lớn. Hơn nữa mọi người đều có móc nối quan hệ với mấy thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng ở trước mặt Sáng Thế Hạo Thiên, các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ chính là kẻ địch. Ai sẽ bận tâm tới sự sống chết của kẻ địch chứ? Dù là lãnh đạo cấp cao sau lưng bọn họ đích thân đến thì cũng chỉ có thể đấu một trận với Sáng Thế Hạo Thiên. Thế nhưng ai sẽ chịu trở mặt với Sáng Thế Hạo Thiên chỉ vì mấy con kiến ở dưới đáy này? Chỉ một Sáng Thế Hạo Thiên đã rất khó đối phó rồi. Bây giờ lại có thêm một tên Tiêu Chính Văn cũng khó nhằn, thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ càng không tùy tiện hành động, làm lớn chuyện với thế tục nữa. Ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đã âm thầm đưa đám cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ vào trong cục diện mà anh đã bày ra sẵn. Bạch Chiến Sinh đích thân trở về thế tục, yêu cầu giới chính trị giao ra thực quyền, cùng cai trị thiên hạ với võ tông, sau đó Tiêu Chính Văn mượn tay các thế lực lớn để trừ khử huyết tộc. Mà sau đó ở Long Kinh lại lấy pháp luật ra làm lý do, ép buộc Bạch Chiến Sinh tự tay đánh tàn phế hai chân con trai của Triệu Kế Hồng. Cuối cùng, bên dưới bàn cờ mà Thiên Sơn lập ra lại gậy ông đập lưng ông, tính sổ với bốn cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cùng một lúc. Bên trong bất cứ một lần tính toán nào đều là thứ mà những người bên dưới đài, ngay cả nghĩ cũng còn không dám. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại làm được. Hơn nữa mỗi một lần đều đánh chuẩn vào trên điểm yếu của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù là mấy thế lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đã tồn tại cả chục nghìn năm như đế vương các hay thiên đạo minh ước thì cũng đã mấy lần chịu thiệt dưới tay Tiêu Chính Văn. Bây giờ thì sao? Bọn họ cuối cùng cũng đợi được cường giả ở cảnh giới nhân hoàng quay lại, cuối cùng bọn họ cũng có chỗ dựa vững chắc, không cần phải nhìn vào sắc mặt của Tiêu Chính Văn để hành sự nữa rồi. Thế nhưng kết quả thì sao? Còn không phải lại bị Tiêu Chính Văn tát lên mặt thêm lần nữa hay sao? Dù có cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng đích thân ra mặt thì thế nào? Còn không phải bị Tiêu Chính Văn chà đạp dưới gót chân một cách vô tình à? Nhìn thấy bốn người bị Tiêu Chính Văn tát cho tới độ trên mặt in hẳn đầu ngón tay, nhà họ Khổng, nhà họ Ngụy và cả đám người trong thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ đều lắc đầu cười khổ. Hằng Sơn, Hoa Sơn, Tiêu Chính Văn quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quay đầu nhìn về phía Độ Ách Chân Quân và Thiên Hà Đạo Quân. Không đợi bọn họ lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã vung tay lên, hai cái tát rất kêu đã giáng ngay lên trên mặt hai người bọn họ. Thiên Hà Đạo Quân tức tới độ hai mắt hoa lên, trước mắt sao quay không ngừng, suýt thì phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Thần Tử vừa định ngẩng đầu thì cũng bị giáng cho một cái tát rất kêu. Lẽ ra Thiên Thần Tử thuộc về Thiên Cung Bắc Cực ở vùng ngoài lãnh thổ xa xôi. Căn bản không cần quan tâm tới sự tồn tại của Sáng Thế Hạo Thiên, dù không đánh được thì vẫn có thể chạy chứ. Thế nhưng điều khiến cho ông ta cạn lời nhất chính là huyết tộc mấy lần lật mặt với Tiêu Chính Văn lại đứng về phía Tiêu Chính Văn luôn. Dù ông ta chạy về vùng ngoài lãnh thổ thì Hận Thiên vẫn có thể giết tới vùng ngoài lãnh thổ, lãnh đạo huyết tộc tiến công mạnh mẽ vào Thiên Cung Bắc Cực. Thiên Cung Bắc Cực nhỏ bé sao có thể ngăn cản được đại quân của huyết tộc cơ chứ? Ông muốn giết tôi từ lâu rồi phải không? Ông thử động tay đi tôi xem nào. Tiêu Chính Văn nói xong thì lại vung tay giáng thêm một cái tát nữa lên trên mặt Thiên Thần Tử. Tôi sẽ lợi dụng oán khí để hãm hại cậu, cậu có thể làm gì được? Thiên Thần Tử tức tới độ mặt mày tái xanh, thế nhưng tình hình bây giờ, ông ta nào dám thế nào? Ngay sau đó, ánh mắt của Tiêu Chính Văn lại nhìn về phía Triệu Kế Hồng. Bình thản cười nói, trận đấu lần này vốn dĩ có liên quan gì tới Tung Sơn mấy người đâu.
ông sẽ không vác mặt từ ngàn dặm tới chỉ để đợi tôi tát đâu nhỉ. Nói xong anh lại giáng thêm một cái tát rất kêu lên trên mặt Triệu Kế Hồng. Lúc này, Triệu Kế Hồng sớm đã điên tiết, ông ta không chỉ là cường giả ở cảnh giới nhân hoàng của Tung Sơn mà còn là người trong gia tộc Triệu Thị ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù ở vùng ngoài lãnh thổ thì có ai dám tát ông ta trước mặt mọi người như thế. Hơn nữa còn tát hết lần này tới lần khác, sỉ nhục hết lần này tới lần khác. Cảnh ngộ ngày hôm nay, đối với bốn người bọn họ mà nói thì có thể coi là sự sỉ nhục rất lớn. Hơn nữa hành vi của Tiêu Chính Văn càng khiến cho cục diện mà thế lực các phương đứng sau lưng bọn họ đã mưu tính cả trăm năm nay hoàn toàn sụp đổ. Triệu Kế Hồng nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, tôi không thể không thừa nhận, hôm nay là tôi đi sai một nước cờ. Thế nhưng cậu đừng quên, hai người bọn họ bảo vệ được cho cậu nhất thời chứ không bảo vệ được cho cậu cả đời. Ở sau lưng cậu không có bất cứ thế lực lớn nào chống đỡ cho. Sớm muộn gì tới một ngày cậu cũng phải tàn lụi thôi. Lời này vừa mới thốt ra cũng đồng nghĩa với một lời nhắc nhở tới ba người còn lại. Thật ra từ trong trải nghiệm của Tiêu Chính Văn thì không khó để nhìn ra Sáng Thế Hạo Thiên có lẽ chỉ định lợi dụng Tiêu Chính Văn để tìm thấy di tích Long Tộc mà thôi. Vậy nên mới truyền thụ cho anh Thiên Tinh Cửu Diệu chứ chưa giúp Tiêu Chính Văn nâng cao cảnh giới. Nếu không, với thực lực của Sáng Thế Hạo Thiên, Tiêu Chính Văn bây giờ ít nhất cũng có thể đạt tới cảnh giới nhân hoàng rồi. Còn về Hầu Tước Hận Thiên, đương nhiên cũng không thể là đồng minh đáng tin của Tiêu Chính Văn, 80% là cầu cạnh Tiêu Chính Văn nên dưới tình thế cấp bách mới đặc biệt tới ra mặt cho Tiêu Chính Văn. Thế nhưng tất cả những thứ này rốt cuộc cũng không thuộc về Tiêu Chính Văn, Sáng Thế Hạo Thiên không thể đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn bất kể mọi lúc, còn về Hận Thiên thì càng không thể giúp đỡ Tiêu Chính Văn mọi lúc mọi nơi. Mà thực lực của Tiêu Chính Văn còn lâu mới đủ để áp chế được bốn người bọn họ. Vậy nên nỗi nhục ngày hôm nay, nhất định sẽ có ngày trả lại cho Tiêu Chính Văn gấp 10 lần, thậm chí là cả trăm lần. Ồ, ý của ông là dù bây giờ ông rơi vào trong tay tôi thì tôi cũng không dám làm gì ông, nhiều nhất chỉ là sỉ nhục mà thôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Triệu Kế Hồng, mỉm cười chất vấn. Hừ, Sáng Thế Hạo Thiên quả thực là một người dũng mãnh bên trong thế tục. Ngay cả tôi cũng không thể không thừa nhận dù là thế lực sau lưng chúng tôi cũng phải kính sợ ông ta ba phần. Thế nhưng vùng ngoài lãnh thổ vẫn muốn khai chiến với thế tục, lẽ nào thế tục sẽ có sức mạnh để khai chiến với vùng ngoài lãnh thổ hay sao? Thập Tôn Quang Minh và Lục Tôn Hạo Thiên bây giờ còn có thể so được với cả chục nghìn năm trước hay sao? Mặc dù chúng tôi vừa mới trở về, thế nhưng cũng nghe nói trong số Lục Tôn Hạo Thiên chẳng qua cũng chỉ có mấy con kiến ở cảnh giới thiên thần mà thôi. Loại chiến lực như vậy, cậu cho rằng Sáng Thế Hạo Thiên thật sự dám lật mặt với vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi. Còn về huyết tộc, cậu tự tay giết người của nhà họ Lục, lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ sẽ bỏ qua cho cậu sao? Hận Thiên chẳng qua là vì mối quan hệ cá nhân nên mới giúp cậu một tay mà thôi. Ông ta thật sự dám vì cậu mà lật mặt với thế lực sau lưng chúng tôi hay sao? Triệu Kế Hồng vừa thốt ra mấy lời này. Ngay cả mấy người thiên thần tử cũng có thêm mấy phần sức mạnh. Ông ta nói không sai chút nào, thế tục hiện giờ có cách biệt như trời và đất so với thế tục của 10.000 năm trước. Lúc đó, Thập Tôn Quang Minh có uy phong tới độ nào, gần như đã chém giết hết các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, máu nhuộm vạn dặm. Bây giờ Thập Tôn Quang Minh, ai ai cũng hết sức gầy yếu, ngay tới việc đi chém giết tứ phương tới vùng ngoài lãnh thổ, dù có cho bốn người bọn họ đi xách dép cũng còn chẳng xứng. Một mình Sáng Thế Hạo Thiên, dù có sức mạnh cái thế thì cũng có thể làm được gì. Cao thủ các phương ở vùng ngoài lãnh thổ không tới chục triệu cũng tới vài triệu, một mình cụ ta có thể đối phó nổi hay sao? Cũng có thể nói, dù thế nào thì ngày hôm nay mấy người cũng có thể giữ được cái mạng chó, đúng chứ? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói. Không sai, lẽ nào cậu còn dám ra tay giết chúng tôi sao? Thiên thần tử cười lạnh lùng, thẳng thừng đáp lời. Hận Thiên. Giết ông ta, Tiêu Chính Văn ra lệnh với vẻ mặt vô cảm, nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi tới đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì Tiêu Chính Văn đang ra lệnh cho Hầu Tước Hận Thiên chứ không phải đề nghị. Đó là nhân vật số một trong số những hầu tước của huyết tộc đó. Tiêu Chính Văn giống như đang sai bảo người hầu của mình, tùy tiện vênh mặt sai khiến ông ta như thế. Thế nhưng mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì một cỗ uy áp vô cùng cường đại đã khóa chặt lấy cả người thiên thần tử.
thậm chí thiên thần tử vừa định bỏ chạy đã bị luồng uy áp cường đại này kéo trở lại mặt đất. Tiêu Chính Văn, cậu dám? Tôi, thiên thần tử vừa mới nói dứt câu, một bàn tay lớn mạnh mẽ đã túm chặt lấy cổ ông ta. Mọi người nghe thấy rắc một tiếng, ngay sau đó, đầu của thiên thần tử giống như một quả bóng ra cứ thế lăn xuống dưới. Hận Thiên giơ chân tung ra một cú đá, khiến cho cả người thiên thần tử lăn tới dưới vách núi. Một cái xác không đầu cứ thế ngã lăn xuống đất. Lúc này, không gian tĩnh lặng tới độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, mấy người Triệu Kế Hồng càng sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Không một ai ngờ được Hận Thiên lại thật sự ra tay giết bọn họ. Đặc biệt lúc này ánh mắt Hận Thiên đang lộ ra vẻ hung hãn nhìn chằm chằm ba người họ, nóng lòng muốn thử. Chuyện đã đến mức này, người sáng suốt cũng có thể thấy rõ, Tiêu Chính Văn không chỉ có địa vị rất cao ở thế tục mà phía sau còn có một thế lực lớn từng đối đầu với vùng ngoài lãnh thổ là phái Quang Minh chống lưng. Dù thập tôn Quang Minh đã mờ nhạt nhưng nhân vật chủ chốt thật sự của phái Quang Minh là Sáng Thế Hạo Thiên lại là người chống lưng của Tiêu Chính Văn. Mọi ân oán giữa huyết tộc và Tiêu Chính Văn trước đó, thậm chí cũng không vượt tầm kiểm soát như người đời nghĩ. Ngược lại thái độ của hầu tước Hận Thiên của huyết tộc đã lấy sự thật nói cho mọi người biết, mâu thuẫn giữa huyết tộc và Tiêu Chính Văn không phải không có đường cứu vãn. Hơn nữa thái độ của Hận Thiên với Tiêu Chính Văn đã không còn đơn giản chỉ là hợp tác, quả thật là nói gì nghe nấy. Nói cách khác, bây giờ Hận Thiên chỉ là một tên sai vặt của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đang ở cảnh giới nào chứ? Chỉ mới là nhân vương cấp 5 thôi. Hận Thiên ở cảnh giới nào, đó là cao thủ tuyệt thế nhân hoàng cấp 2. Ngụ ý ở đây quá thâm sâu, vượt xa khỏi những gì mấy người này có thể đoán. Nhưng mọi thứ xảy ra như đang tuyên bố với người đời một chuyện, phía sau Tiêu Chính Văn không phải không có chỗ dựa, mà là chỗ dựa của Tiêu Chính Văn quá mạnh, quá lớn, mạnh đến mức phải khiến họ quỳ xuống bái lạy. Lớn đến mức họ không dám tưởng tượng. Lúc này cho dù là Triệu Kế Hồng hay Thiên Hà Đạo Quân, hoặc Đỗ Ách Chân Quân, không chỉ khiếp sợ mặt mày trắng bệch mà trong lòng cũng có cảm giác hoảng sợ với Tiêu Chính Văn. Đây là nỗi sợ với cái chết. Tiêu Chính Văn chỉ cần nói một câu là đã có thể quyết định sự sống chết của đám người họ, có thể quyết định một tông môn có thể tồn tại hay không, đây là quyền tuyên án tuyệt đối. Mà cái chết của thiên thần tử cũng khiến cho bầu trời thế tục nở rộ màu sắc vô cùng lộng lẫy, chói mắt như pháo hoa trên bầu trời đêm. Dường như tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn thấy rõ, vầng sáng chói lọi tối thượng của cảnh giới nhân hoàng mãi một lúc lâu vẫn chưa thể tan bớt đi. Dường như các thế lực trên thế giới đều khiếp sợ nhìn về lên bầu trời, vầng sáng lộng lẫy, đẹp đẽ đó khiến lòng không thể bình tĩnh lại được. Nhân hoàng mất hẳn rồi. Điều này như một lời cảnh cáo không lời, dù có là nhân hoàng cũng phải khiêm tốn, hạ thấp bản thân trong thế tục, nếu không sẽ bị hủy đi như thế. Nhất là các thế lực đã chào đón cao thủ cảnh giới nhân hoàng quay về ở Âu Lục càng cảm thấy run sợ. Một ngày trước đó, họ còn đang lên kế hoạch lấy cao thủ nhân hoàng làm nòng cốt đánh vào Hoa Quốc, giành lại vị trí đỉnh cao trên thế giới, cướp đoạt tất cả tiền tài của cải và hoan lạc của Hoa Quốc. Nhưng tia sáng này lại khiến mọi ảo tưởng của họ đều bị tan vỡ. Lúc này nhất là vài đế quốc xa xưa của Âu Lục và các nhà thống trị Mỹ Lục lòng đau như cắt. Suy nghĩ tranh đoạt từ trước đến nay của họ, bây giờ lại không còn hiệu lực với Hoa Quốc nữa. Mà người đạp lên đầu họ lại chỉ là đôi giày da kia của Tiêu Chính Văn. Một người dẫm đạp lên đầu của tất cả mọi người ở Âu Lục và Mỹ Lục khiến họ liên tục không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có thể nghe lời như một con chó ngoan ngoãn. Nếu không chỉ cần người đàn ông như vị thần vung tay lên là cả một vùng trời sẽ không còn bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Họ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, họ rất muốn phản kháng lại, họ rất muốn, nhưng lúc này họ thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện đó, bởi vì suy nghĩ không thực tế đó có thể sẽ khiến cả đại lục biến thành nơi không người. Cảnh giới nhân hoàng thế mà lại chết ở Hoa Quốc. 90% chuyện này có liên quan trực tiếp đến Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, Hoa Quốc, bọn họ, bắt nạt người khác quá đáng, thế mà lại yêu cầu chúng ta trả lại hết đồ cổ của Viên Minh Viên, khó ưa cực kỳ. Người đứng đầu thế lực lớn ở Âu Lục siết chặt nắm đấm, móng tay hắn đâm sâu vào da thịt. 2. Tiền tài vốn dĩ chỉ là vật ngoài thân, nếu chết giống vị nhân hoàng kia thì để lại đống tài sản này có tác dụng gì? Một kỵ sĩ tay cầm thánh kiếm màu vàng thở dài. Trong lâu đài Versailles,
Một người đàn ông tóc vàng mặc áo dài từ tốn đứng dậy nhìn về phía vầng sáng lộng lẫy đó, lộ ra vẻ mặt mất mát. Đất nước của hắn đã không còn huy hoàng nữa, mọi thứ chỉ đều vì người đàn ông như vị thần ở Hoa Quốc kia. Không lâu nữa, lâu đài Versailles sẽ trả lại tất cả đồ cổ của Hoa Quốc, hơn nữa hơn một nửa tài sản đều giao lại cho Hoa Quốc. Số tài sản này cũng bị người kia phân phát cho tất cả người dân Hoa Quốc. 200 năm nay, người Âu Lục đều hút máu của người Hoa Quốc, cướp đoạt thức ăn lao động của người Hoa Quốc, nhưng từ giờ khắc này, họ phải trả cái giá đau đớn cho những gì mình từng làm trước kia. Theo điều kiện hòa bình mà thiên tử Hoa Quốc đưa ra, mọi người ở cả Âu Lục và Mỹ Lục phải trích ra 70% tài sản của mình để nuôi người dân Hoa Quốc, nếu không đất nước sẽ không còn tồn tại. Ngay trước đêm Âu Lục và Mỹ Lục chuẩn bị bắt tay với nhau chống lại Hoa Quốc thì Nhân Hoàng đã chết. Vầng sáng này có nghĩa là Hoa Quốc đã hoàn toàn vực dậy, lần nữa trở thành con rồng lớn ở phương Đông, sẽ là sự tồn tại mà họ chỉ có thể ngước nhìn. Vầng sáng này trông thì có vẻ vô thanh như lại làm cho giọng của người đàn ông kia vang vọng bên tai tất cả người ở Âu Lục và Mỹ Lục. Hoa Quốc đã không còn là Hoa Quốc của 100 năm trước nữa, cuối cùng mọi khổ sở mà người dân Hoa Quốc từng phải chịu đã được bù đắp gấp trăm gấp ngàn lần. Nếu vi phạm hay phản đối thì đều bị giết. Liếc nhìn vầng sáng ở đường chân trời, Tiêu Chính Văn lại nhìn về hướng Long Kinh. Đây là kế sách mà anh và thiên tử đã bày ra để uy hiếp những nước nhỏ, còn cái chết của thiên thần tử chỉ là một hồi chuông cảnh báo cho các nước nhỏ. Cho dù cường giả ngoài lãnh thổ có quay về hay không thì tôn nghiêm của Hoa Quốc cũng không thể tha cho sự khiêu khích, ý chỉ của Hoa Quốc không tha cho sự khinh nhờn. Thu hồi tầm mắt rồi nhìn ba người trước mặt, Tiêu Chính Văn bưng tách trà lên lạnh nhạt nói. Nếu các ông muốn bảo vệ mạng sống của mình thì chỉ có một con đường. Giao tất cả hoa tử tiêu trong tông môn ra đây, nếu không cả tông môn đều bị tiêu diệt. Nghe anh nói thế, ba người còn lại đều thở dài, mặc dù hoa tử tiêu rất hiếm thấy ở thế tục nhưng lại không hiếm có với ngoài lãnh thổ. Bất kỳ một tông môn có thế lực hơi lớn một chút đều có một lượng nhất định. Nhưng mấy chữ diệt cả tông môn của Tiêu Chính Văn lại khiến họ cảm thấy ớn lạnh. Hôm nay Tiêu Chính Văn có thể nói tiêu diệt sạch tông môn của họ, thì sau này họ chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn Tiêu Chính Văn. Nỗi nhục nhã hôm nay cũng sẽ trở thành nỗi xấu hổ không bao giờ phai của họ, không còn cơ hội báo thù rửa nhục nữa. Sự giãy giụa, vùng vẫy sâu trong thâm tâm ba người đều bị đè ép xuống, lúc này bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất. Bạch Chiến Sinh, hiện giờ ông đã nghĩ kỹ chưa? Trận chiến này ai thắng? Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Nghe Tiêu Chính Văn gọi mình, Bạch Chiến Sinh sợ hãi toát đầy mồ hôi lạnh, vội vã cúi người nói, cậu Tiêu, không không, vua Bắc Lương, như cậu đã nói, Hứa Văn Long đê hèn không biết xấu hổ, thủ đoạn bỉ ổi. Đừng nói thắng, cậu ta còn chẳng có tư cách tham gia cuộc thi nữa là, thế nên dĩ nhiên là Trương Lăng Phong, cậu Trương thắng rồi. Bạch Chiến Sinh nghiến răng, cười gượng nói, nào còn khí thế kiêu ngạo lúc nãy nữa. Ồ. Tôi không mong ông Bạch nói mấy lời trái ngược lương tâm như thế, Tiêu Chính Văn nhấp một hớp trà, nhàn nhã nói. Không không, đây là lời thật lòng từ tận tim gan tôi. Không giấu gì cậu, đám lưu manh nhà họ Khổng chẳng có bản lĩnh quái gì ngoài thủ đoạn bỉ ổi cả. Trương Lăng Phong chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 3 đã đánh lại nhân vương cấp 4, đây là chuyện mọi người đều thấy rõ, mọi người nói đúng không? Nói rồi Bạch Chiến Sinh vội vàng nhìn người võ tông bên dưới võ đài. Xí, đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi còn làm trò mèo đó nữa mà. Hai, đúng là mất mặt nhà họ Bạch quá. Đáp lại Bạch Chiến Sinh chỉ là tiếng xì sầm bên dưới võ đài. Nghe được mấy lời mọi người nói, sắc mặt Bạch Chiến Sinh lúc đỏ lúc trắng, nhưng ngay cả đám người Triệu Kế Hồng cũng chịu thua thì ông ta còn có thể làm gì? Nếu nói mất mặt thì đám người Triệu Kế Hồng thân là cao thủ cảnh giới Nhân Hoàng đã bị vả bao nhiêu cái e là ngay cả bản thân họ cũng không đếm được, còn có người mất mặt hơn họ nữa sao? Nghĩ đến đây, Bạch Chiến Sinh chỉ đành cao giọng nói, các vị, tôi xin tuyên bố trận này Trương Lăng Phong đại diện nhà họ Trương Thiên Sơn thắng. Nghe thấy kết quả này, người nhà họ Bạch đầu tiên là hoan hô, sau đó đồng loạt cúi người xuống với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu! Vãn bối đại diện nhà họ Trương cảm ơn ơn nghĩa của anh Tiêu. Nhà họ Trương tôi chắc chắn sẽ ghi tạc trong lòng chuyện hôm nay, không quên ơn nghĩa. Nếu sau này anh cần gì thì nhà họ Trương tôi sẽ bất chấp gian nguy.
Nói rồi Trương Lăng Phong quỳ một gối xuống chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Nghe thấy hai từ vãn bối, người võ tông ở bên dưới võ đài không khỏi đưa mắt nhìn, đây là con cháu của nhà họ Trương lần đầu tự xưng mình là vãn bối trước mặt Tiêu Chính Văn, đồng thời cũng thể hiện sự chịu thua hoàn toàn của nhà họ Trương, hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này một tia sáng màu trắng nhạt lướt qua con đường nối liền Âu Lục với ngoài lãnh thổ. Một luồng khí tức cuồn cuộn lan ra từ con đường đó, một người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về hướng Hoa Quốc, đôi mắt lạnh lùng vô tình của hắn chứa đầy sát khí. Võ sĩ đứng đầu của gia tộc cổ nhà họ Ấn đã quay về thế tục rồi. Mặc dù trong lòng mấy người Triệu Kế Hồng không cam tâm, thế nhưng cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ để lùi đi. Vốn dĩ bọn họ đã tính toán hết tất cả, rõ ràng kết cục chắc chắn sẽ là giết chết Tiêu Chính Văn. Kết quả lại tự chuốc lấy nhục nhã, hơn nữa còn bị Tiêu Chính Văn lừa cho một vố. Nén giận thì không cần phải nói nhiều, thế nhưng vẫn tốt hơn là thiên thần tử ngay cả tính mạng cũng phải để lại thiên sơn. Đặc biệt là cái chết của thiên thần tử lại đánh dấu cho sự khởi đầu của một thời đại, bất luận là các thế lực lớn ẩn mình rất sâu ở trong thế tục hay là ở vùng ngoài lãnh thổ thì đều bị kéo vào bên trong cuộc phân tranh có một không hai này. Cuộc đấu tranh loạn thế lần này, quy mô e rằng sẽ không nhỏ hơn so với cuộc mưu sát đế tuấn vào mấy nghìn năm trước. Có lẽ sẽ trở thành lần tranh đấu đại loạn trong thế gian lớn nhất kể từ sau trận chiến giữa các vị thần thời thượng cổ. Vốn dĩ thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều ngây thơ cho rằng chỉ cần cử ra cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng trở về thế tục thì sẽ có thể ổn định được cục diện trong thế tục, hơn nữa còn đoạt được quyền chủ đạo đối với thế tục. Thế nhưng cái chết của thiên thần tử lại khiến cho mộng tưởng của tất cả mọi người vụt tắt thêm lần nữa. Mà kẻ đầu têu lần này lại chính là Tiêu Chính Văn, người từng bị thế lực các phương xem thường. Ngay cả lãnh đạo cấp cao của thiên đạo Minh Ước cũng âm thầm phát giác được thế tục quá mức thâm sâu, thậm chí còn sâu không thể lường. Đặc biệt là thủ đoạn của Tiêu Chính Văn càng khiến cho bọn họ xem thế là đủ. Dù gì thì ân oán giữa nhà họ Trương và Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng đã nghe nói tới từ lâu. Đôi bên có thể nói là nước lửa không thể dung hòa, thế nhưng chỉ thông qua trận chiến ở Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn lại thu phục được cả nhà họ Trương một cách quá ư dễ dàng. Thủ đoạn biến địch thành bạn, không ngừng củng cố cho thế lực bản thân này của Tiêu Chính Văn, ngay cả mấy lão quái vật đã sống mấy trăm tới cả nghìn năm như bọn họ cũng phải thầm cảm thấy khâm phục. Thế nhưng khiến cho bọn họ lo lắng nhất chính là quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và huyết tộc lại xảy ra chuyển biến kinh thiên động địa. Sự xuất hiện của Hận Thiên tuyệt đối không thể chỉ là quyết định của một mình ông ta, thân là thành viên của huyết tộc, Hận Thiên căn bản không có gan, cũng không có quyền đại diện cho sự xuất hiện của huyết tộc. Thế nhưng ông ta lại xuất hiện ở Thiên Sơn, điều này đại diện cho chuyện gì? Rất có khả năng Tiêu Chính Văn đã âm thầm đạt được một loại thỏa hiệp gì đó với huyết tộc, hoặc là vì một loại lợi ích chung gì đó, huyết tộc đã hoàn toàn đứng về phía Tiêu Chính Văn. Đây là kết quả mà thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ không muốn nhìn thấy nhất. Huyết tộc làm loạn thế tục, làm cho thế tục suy yếu mới càng phù hợp với lợi ích của họ, thế nhưng có hầu tước số một Hận Thiên của huyết tộc đích thân ra mặt, có thành viên huyết tộc nào dám làm loạn ở thế tục nữa đây? Ít nhất, Hoa Quốc bên trong thế tục đã không còn chịu sự kiểm soát của bọn họ nữa rồi, ngoài ra võ tông bên trong Hoa Quốc cũng xuất hiện phân tách, rất nhiều người bắt đầu quay đầu ủng hộ Tiêu Chính Văn. Đồng tâm đồng đức với giới chính trị, đây cũng là kết quả mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Sau khi chạy khỏi Thiên Sơn, mấy người Triệu Kế Hồng lại tụ tập lại với nhau để cùng tới đỉnh Hoa Sơn. Tôi hận, cùng với một tiếng gầm đầy phẫn nộ của Triệu Kế Hồng, một tảng đá lớn cao vài mét nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Hừ, thằng danh Tiêu Chính Văn, ông đây quyết không đội trời chung với mày. Thiên Hà Đạo Quân siết chặt tay thành nắm đấm, ngửa mặt gào lên. Cái tên Tiêu Chính Văn này tuyệt đối không được phép sống tiếp. Thủ đoạn và tâm địa của người này quá thâm sâu, sau này nhất định sẽ trở thành đại họa. Độ Ách Chân Quân híp mắt, nói với chất giọng vô cùng lạnh lùng. Mặc dù ông ta luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, nhìn vào vẻ ngoài thì rõ ràng chính là một tấm gương đạo đức, mà ở sau lưng lại là kẻ làm đủ chuyện ác táng tận lương tâm. Trên chặng đường tới Thiên Sơn, ông ta còn toan tính sau khi trừ khử Tiêu Chính Văn thì làm sao lừa được Khương Vi Nhan tới Hoa Sơn để làm nhục cho thỏa. Thế nhưng ông ta không thể ngờ được, cuối cùng lại bị Tiêu Chính Văn dẫn đại quân tới uy hiếp hết sức mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới hành vi của Tiêu Chính Văn hiện tại, Độ Ách Chân Quân chợt thấy rùng mình,
nếu như không thể nhanh chóng trừ khử Tiêu Chính Văn thì ông ta chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ. Đặc biệt là Tiêu Chính Văn khi trước còn tự tay tiêu diệt cả Hoa Sơn, mối hận máu thâm sâu này, ông ta càng không thể không phục. Thế nhưng dù gì ai trong số họ cũng là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, sao có thể bị Tiêu Chính Văn dọa sợ cơ chứ? Đây chính là điều mà người ta gọi là kẻ sĩ có thể giết chứ không thể sỉ nhục. Ở trên Thiên Sơn, ba người bọn họ có thể nói là đã mất hết thể diện, hàng chục nghìn người tận mắt chứng kiến bọn họ bị Tiêu Chính Văn cho ăn tát, thế nhưng ngay cả dám cũng không dám đánh. Nếu như muốn trừ khử Tiêu Chính Văn thì buộc phải làm cực kỳ bí mật mới được, nếu không thì không ai có thể giết chết được Tiêu Chính Văn ở dưới tầm mắt của Sáng Thế Hạo Thiên được đâu. Theo như tôi biết, Bạch Chiến Sinh đã báo lại chi tiết chuyện này với lãnh đạo cấp cao của Đế Vương Các rồi, tới lúc đó thì dưới áp lực của Đế Vương Các, Tiêu Chính Văn ít nhất cũng phải đứng ra công khai xin lỗi các phương ở vùng ngoài lãnh thổ chúng ta. Thiên Hà Đạo Quân híp mắt, uất hận nói. Năm đó, dù là Bạch Khởi sau lưng có nhà họ Doanh chống lưng cho, giết được Triệu Cấu thì cũng buộc phải đứng ra xin lỗi người khác. Mặc dù hiện tại vùng ngoài lãnh thổ đã không còn là của riêng Thiên Đạo Minh Ước nữa nhưng lợi ích của thế lực các phương gần như giống hệt nhau, bất cứ bên nào cũng sẽ không ngồi nhìn người trong thế tục coi khinh thực lực của vùng ngoài lãnh thổ. Một câu nói của Tiêu Chính Văn đã dồn Thiên Thần Tử vào chỗ chết, đây chẳng khác gì tát lên trên mặt tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ, tới lúc đó, thứ mà Đế Vương Các đại diện đã không còn là một mình Đế Vương Các nữa mà là cả vùng ngoài lãnh thổ. Dù là Sáng Thế Hạo Thiên thì cũng tuyệt đối sẽ không lật mặt với vùng ngoài lãnh thổ vào thời điểm này. Tiêu Chính Văn mất đi sự bảo vệ của Sáng Thế Hạo Thiên, ngoại trừ xin lỗi thì đã không còn lựa chọn nào khác. Xin lỗi, lẽ nào tất cả mọi hành vi mà cậu ta làm với chúng ta, chỉ cần nói câu xin lỗi là xong chuyện sao? Tuyệt đối không thể, tên này buộc phải nhanh chóng trừ khử. Triệu Kế Hồng nói với sắc mặt lạnh tanh. Chính bởi vì Tiêu Chính Văn nên con trai độc nhất của ông ta mới bị đánh què hai chân, trở thành một người tàn phế. Dù thế nào thì ông ta cũng phải tìm cơ hội dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết, báo thù cho con trai của mình. Tôi có thể nghĩ cách dụ hận Thiên đi, còn bên phía Sáng Thế Hạo Thiên, dẫu sao ông ta cũng muốn nhanh chóng khôi phục chiến lực đỉnh cao, đương nhiên sẽ không tập trung toàn bộ sự chú ý lên trên người Tiêu Chính Văn. Đỗ Ách Chân Quân nói đầy suy tư. Ồ! Dụ hận Thiên đi, ông ta là người của huyết tộc đấy, Triệu Kế Hồng nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Huyết tộc thì làm sao? Ông đừng quên Lục Tiểu Thiến mới chết ở thế tục không lâu, là người đứng đầu trong số mấy hầu tước lớn trở về thế tục, lẽ nào ông ta không cần đưa ra một lời giải thích cho huyết tộc hay sao? Chỉ cần không có Hận Thiên và Sáng Thế Hạo Thiên ra tay, Tiêu Chính Văn có là cái gì đâu? Triệu Kế Hồng nghe tới đây, trầm tư hồi lâu rồi nói. Sự việc e rằng không đơn giản như thế, giết cậu ta thì buộc phải giải thích rõ ràng với Sáng Thế Hạo Thiên mới được. Hơn nữa, thái độ của huyết tộc cũng không rõ ràng, lỡ như huyết tộc cũng truy cứu thì chúng ta cũng buộc phải ăn nói cho thỏa đáng. Ở trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn và giới chính trị trong thế tục căn bản chẳng quan trọng gì, ngược lại hai thế lực lớn là Sáng Thế Hạo Thiên và huyết tộc thì càng khiến cho ông ta phải kiêng dè hơn. Ăn nói. Thiên Hà Đạo Quân nghe vậy thì cười lạnh lùng một tiếng, nói, nếu như căn bản không phải do chúng ta làm thì còn cần ăn nói không? Hừ, nghe tới đây, Triệu Kế Hồng và Đỗ Ách Chân Quân đồng thời quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Đạo Quân. Võ sĩ số 1 của cổ tộc nhà họ Ấn đã tới thế tục rồi, Tiêu Chính Văn là hung thủ tự tay giết chết Axeller, cổ tộc nhà họ Ấn sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Đáng quý nhất là ông ta vừa mới tới thế tục. Căn bản không biết mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn cùng với Sáng Thế Hạo Thiên và huyết tộc, ra tay sẽ không kiêng nể gì cả. Triệu Kế Hồng khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta nên, tọa sơn quan hổ đấu, nói không chừng còn có thể chiếm lợi từ bên trong. Dù là huyết tộc hay là Sáng Thế Hạo Thiên, chỉ cần truy cứu cổ tộc nhà họ Ấn, vật thì chúng ta có thể thuận thế chiếm lợi từ ông ta. Thiên Hà Đạo Quân cười nói đầy đắc ý. Hay, Triệu Kế Hồng vỗ đùi, hai mắt phát sáng. Mượn tay cổ tộc nhà họ Ấn trừ khử Tiêu Chính Văn, đối với bọn họ mà nói rõ ràng chính là chuyện cực tốt chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, bí mật của cổ tộc nhà họ Ấn nhiều tới độ nào, tới lúc đó chỉ cần cướp sạch một phen, tổn thất của ba đại danh sơn bọn họ cũng được vào hết tay mình. Nói không chừng còn có thể chiếm được mất bí trận từ thời kỳ thượng cổ, từ đó củng cố cho sức mạnh bản thân. Quả nhiên, ba ngày sau, bên phía huyết tộc đã cho gọi Hận Thiên trở về vùng ngoài lãnh thổ.
dù gì Hận Thiên vẫn là người của huyết tộc, nào dám kháng lệnh không chịu nghe theo. Chỉ đành đích thân tới Long Kinh gặp riêng Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, liên quan tới cái chết của Lục Tiểu Thiến, lãnh đạo cấp cao huyết tộc đã hỏi tới tôi rồi, có điều thái độ của nhà họ Lục lại không rõ ràng, có sẽ bên trong vẫn có ẩn tình gì khác. Vậy nên, trong khoảng thời gian tôi trở về vùng ngoài lãnh thổ, cậu tuyệt đối phải cẩn thận hơn nữa. Tôi lo lắng mấy người Triệu Kế Hồng, nói tới đây, Hận Thiên lo âu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Không sao, bọn họ cũng không tạo nên được sóng to gió lớn gì đâu, Tiêu Chính Văn ngược lại không chút lo lắng. Nói rõ hơn, Tiêu Chính Văn vẫn còn hơi tiếc nuối về chuyến đi Thiên Sơn. Nhà họ Tư Mã và bên phía Ngọc Khuyết Cung lại không phái bất cứ ai đến, thậm chí họ còn không tham gia vào âm mưu này, điều này khiến Tiêu Chính Văn nhìn họ với cặp mắt khác xưa. Đám người như Triệu Kế Hồng có thù tất báo này thì không cần phải nhắc đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.